cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 2001, tình cổ phát tác. Cùng lúc đó, ở một trang viên nơi khu đông, trên đỉnh đầu là vầng trang sáng vằng vặc, dưới bóng cây, trên một chiếc bàn vuông không lớn đặt vài món ăn đơn giản, thức ăn sớm đã nguội, nhưng không hề được động vào chút nào. Chàng trai mới vừa tắm xong, mặc quần áo ngủ rộng thùng thình chậm rãi ngồi vào bên chiếc bàn, ánh mắt rơi vào hư không xa xa, vẻ mặt hơi có chút bần thần, tựa hồ như xuyên qua thời không, chìm sâu vào trong một hồi ức nào đó từ xưa lắm. Đầu bờ tường phủ đầy rêu xanh, một cô gái với một bộ đồ đỏ rực như lửa, đầy ngạo nghễ và tự nhiên như ánh sao trời, chiếu rọi thẳng vào trong thế giới cô độc của riêng anh. Cái gì, anh nói, không có ai, thích anh sao? Vậy thì thật là trùng hợp, tôi tên là không cô ai. Không thích hợp, không thể nào, lão nương đây hợp 100%. Này, có thể cho tôi mượn một thứ được không? Cho tôi mượn một nụ hôn đi, bảo đảm sẽ trả lại cho anh. Cửu ca, cửu ca, cửu ca. Mãi đến khi bên tai truyền tới âm thanh của Lâm Khuyết, vẻ bần thần trên mặt chàng trai lại hóa trở lại thành một lớp hàn băng vạn năm không tan, có chuyện gì? Cửu ca, anh đang nghĩ gì vậy? Gọi anh một hồi lâu mà anh đều không hề có phản ứng. Lâm Khuyết thấp giọng lầu bầu, ngay sau đó mở miệng nói, tôi đã an bài xong xuôi, để cho người đi truy xét tung tích của những người mất tích kia rồi. Tư giả hàn, ừm. Lâm khuyết cạn lời mà than thở. Hắn biết ngay mà, một khi con hàng diệp oản oản kia nhận việc, chắc chắn cửu ca sẽ không mặc kệ. Đúng rồi, còn có một chuyện phải báo cáo với anh. Lâm khuyết đang chuẩn bị tiếp tục báo cáo sự tình, trong lúc ánh mắt liếc xéo qua rơi vào trên người tư giả hàn, đột nhiên sợ hết hồn, con bà nó. Cửu ca, trên người của anh bị sao vậy? Làm sao, tư giả hàn không khỏi dùng một vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía lâm khuyết ánh mắt lâm khuyết đầy kinh sợ nhìn chằm chằm nơi cổ áo trần trụi của tư dạ hàn từ phần cổ trở xuống lớp da thịt của anh đang có từng sợi tơ máu chẳng chịt lan tràn như mạng nhện tư dạ hàn thuận theo tầm mắt của lâm khuyết nhìn lại cũng phát hiện ra những sợi tơ máu này ngón tay thon dài vạch lớp áo ra phía sau hình ảnh xuất hiện lại càng thêm kinh người audio điện tử võ tấn bền cả người anh đều đã phủ đầy tơ máu từ cổ lan mãi đến xương quai xanh ngực bụng mãi đến vị trí không ai thấy được vẫn có trời đất đây là có chuyện gì vậy cửu ca anh chúng độc lâm khuyết bị dọa sợ không hề nhẹ tư giả hàn yên lặng nhìn những sợi tơ máu trên người một hồi lâu sau ngữ khí bình tĩnh nói là tình cổ lâm khuyết nghe vậy mặt đầy kinh ngạc tình cổ tình cổ phát tác không phải là còn ít nhất một tuần lễ mới phát tác sao những sợi tơ máu này là có ý gì chứ tư giả hàn Ý nghĩa của tơ máu. Nếu như người chúng phải tình cổ yêu người kia càng sâu đậm, càng trung thủy, càng khát khao, số lượng tơ máu sẽ càng dày đặc. Lâm khuyết sau khi thoáng định thần, lại phát hiện ra có gì đó sai sai, á. À, không đúng, không phải nghe nói nhà đầu diệp oản oản kia có thuốc giải sao. Tôi còn tưởng rằng độc đã được giải rồi. Đang êm đang đẹp làm sao lại phát tác như vậy chứ? Tư giả hàn nghe vậy nơi đáy mắt thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ không dễ dàng gì phát giác. Rất hiển nhiên, nàng không hề dùng thuốc giải. Trong khu phía Tây, vào lúc này toàn thân Diệp Oản Oản có chỗ nào đó không ổn, không có tâm trạng phản ứng lại nhiếp vô danh, nâng ly trà lên uống cạn. Nhưng mà sau khi uống vào vẫn cảm thấy trong lòng như thiêu như đốt, triệu chứng không hề giảm bớt chút nào. Diệp Oản Oản, kẹt, một cái đem ly trà đặt lên bàn, còn miệng nó, rốt cuộc là có chuyện gì? Có loại cảm giác như linh hồn muốn lìa khỏi thể xác. Tình trạng của nàng hiện tại đã nghiêm trọng đến mức không thể kiểm soát được hành động của mình, cứ như thể là muốn xuất hồn bay ra ngoài, cũng không biết rốt cuộc là muốn bay đi đâu. Diệp Oản oản sắc mặt nghiêm túc nói, tôi cảm thấy có khả năng là tôi cần phải uống một chút rượu để ổn định tâm tình lại một chút. Veo, 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 toàn bộ số rượu trên bàn đã bị đại trưởng lão dùng một tốc độ thần thánh hất bay đi thật xa chương 2002, trói tu la chủ tới đây cho tôi. Đúng lúc này, bắt đầu đột nhiên kêu lên một tiếng, dường như phát hiện ra gì đó. Nghĩa nó, phong tỷ, cổ, cổ của tỷ là có chuyện gì đang xảy ra? Cổ của tôi. Diệp oản oản theo bản năng cúi xuống nhìn về phần cổ của mình. Chỉ thấy cổ của mình từ cổ áo trở xuống, đột nhiên xuất hiện những đường tơ máu chẳng chịt giống như mạng nhện. Hả, đây là thứ đồ chơi gì vậy chứ? Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc. Bắt đầu trợn to hai mắt nhìn hồi lâu, phong tỷ, tỷ lúc nào đã lén sau lưng bọn đệ đi xăm mình một mình vậy hả? Diệp Oản Oản, xăm cái đầu cậu. Thất tinh vội vàng nắm tay Diệp Oản Oản nhấc lên, sắn tay áo của nàng lên. Chỉ thấy trên cổ tay của Diệp Oản Oản bất ngờ cũng có vô số những đường tơ máu màu đỏ. Thậm chí đám tơ máu kia cũng giống như sinh vật sống, lan tràn với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong chốc lát, trên mờ u bàn tay của Diệp Oản Oản cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Chẳng lẽ là chúng độc, sắc mặt thất tinh khó coi hơn bao giờ hết. Đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng vội vàng xông tới, chưa từng nghe nói có loại độc gì sẽ có phản ứng như thế này. Thời điểm một đám người đang nam mồm bảy miệng bàn tán, thì cái anh chàng nhiếp vô danh đang ăn như rồng cuốn bên cạnh bỗng lớn tiếng nói, trời đất, nguy rồi, tình cổ của em đã phát tác. Câu nói của nhiếp vô danh như một giọt nước lạnh bắn vào trong chảo dầu sôi. Thất tình kinh hãi đến biến sắc, anh nói cái gì? Bắt đầu kinh ngạc đến ngây người, cái gì? Tình cổ phát tác. Diệp oản oản cũng trợn mắt há mồm nhìn về phía nhiếp vô danh, căn cứ theo thời gian dự tính, không phải là còn phải ít nhất một tuần nữa mới phát tác sao? Nhiếp vô danh đầy phiền muộn cắn miếng đùi gà, chuyện này, anh cũng không biết nữa. Diệp Oản Oản đầy tức giận suýt chút nữa đã đem bàn tay đầy tơ máu của mình cào mặt anh ta, "Tình cổ này là do bọn anh chế ra, làm sao chính anh cũng không nắm rõ?" Mặt Nhiếp Vô Danh đầy vẻ vô tội, "Từ quỷ chế, không phải là anh, cùng lắm anh chỉ coi như là người trung gian mà thôi." "Diệp Oản Oản, người trung gian cái quần què." Ngay từ đầu, thứ Diệp Oản Oản chúng phải chính là cổ độc tình đầu ý hợp, chỉ cần trong vòng 12 tiếng, ngủ với người mình thích là có thể giải được độc nhưng tệ nhất chính là, loại cổ độc tình đầu ý hợp này lại biến dị, thành công tiến hóa thành vua của các loại cổ độc, tình cổ. Thời hạn 3 tháng là họ căn cứ theo tình trạng của người từng chúng phải tình cổ mà suy đoán ra. Nhưng trên thực tế, một mặt là bởi vì Diệp Oản Oản chúng phải loại cổ độc biến dị ngoài ý muốn, mặt khác bởi vì độc tính của loại cổ độc này đối với những người có cơ địa khác nhau sẽ bất đồng, mới dẫn đến tình huống bọn họ không thể ngờ trước được xuất hiện. Tỷ lệ chế tạo tình cổ thành công quá hiếm hoi, người chúng loại cổ này càng là cực hiếm, triệu chứng của nó cũng hiếm có ai nắm rõ được. Bắt đầu mặt đầy mộng bức, vậy thì biết làm sao bây giờ? Thu thủy bên kia vẫn còn chưa tìm ra được thuốc giải đâu. Cô ấy nói là đang nhờ kỳ hoàng giúp, nhưng mà kỳ hoàng vào lúc này cũng đang mất tích, hích. Diệp oản oản đầu váng mắt hoa, đầu đặc như có đổ trì bên trong, nhiệt độ cơ thể như muốn khiến cho nàng nổ tung, giận dữ hét lên, đừng có đứng đó nói nhảm nữa, các người có dây thừng không? bắt đầu vội vàng phụ họa, đúng, 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 dây thừng, lão thất, mau tìm dây thừng trói phong tỉ lại. Nếu lỡ như tỷ ấy trong lúc kích động làm gì đó với tu la chủ thì không xong. Diệp oản oản gấp rút thở hào hền, tung một cước đạp vào mông bắt đầu, tôi muốn các người mau trói tu la chủ tới đây cho tôi. Bắt đầu, thất tinh, đám người đại trưởng lão, tam trưởng lão. Nhiếp vô danh giơ ngón tay cái lên, không hổ là em gái của anh chương 2003, Minh Chủ Đại Nhân thật bất khuất. Tôi muốn các người mau trói tu la chủ tới đây cho tôi. Diệp Oản Oản mới vừa gào xong những lời này, thì cùng lúc đó Tư Dạ Hàn và Lâm Khuyết cũng đang vội vã từ cửa sau chạy tới. Thân hình hai người nấp sau một cây đại thụ, vừa vặn nghe được câu này của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn, khóe miệng Lâm Khuyết co giật liên hồi, nhà đầu này, nhìn dáng dấp còn rất hoạt bát. Bất quá, sợ là không cần cô chói, tự, người nào đó, đã tới dâng hiến. Giờ phút này, bắt đầu mặt đầy đau khổ, đã hoàn toàn tuyệt vọng, xong rồi lão thất, phong tỷ đã độc khí công tâm, đã bắt đầu nói mê sảng rồi. Thất tinh mặt đầy ngưng trọng, hùa theo đám người bắt đầu và cả đại trưởng lão, tam trưởng lão mấy người hợp lực gắt gao đè diệp oản oản xuống, mới miễn cưỡng chế trụ được nàng. Đám người bắt đầu đang nói gì, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không nghe được nữa, thân thể đã khó chịu như muốn nổ tung. Loại độc này phát tác quá nhanh, chỉ trong thời gian mấy phút ngắn ngủi đã khiến cho nàng sắp mất đi lý trí. Bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, không ổn, không ổn. Cứ tiếp tục như vậy, phong tỷ mất khống chế thật sự đi đè tu la chủ hiếp thì không xong. Mau nhanh đưa phong tỷ đi, sau đó thông báo cho thu thủy, đem toàn bộ đám thầy thuốc đang chế tạo thuốc giải tới đây. Trước có nghe thầy thuốc nói, trong vòng 2 giờ sau khi cổ độc phát tác nhất định phải giải độc, nếu không thì xong đời thất tinh chỉ có thể như vậy đám người không sợ minh đang định hộ tống diệp oản oản rời đi lúc này nhiếp vô danh vội vàng nhảy cỡn lên nói khoan 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 tìm thầy thuốc gì chứ tôi có thuốc giải đây này cái gì anh có thuốc giải trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của nhiếp vô danh nhiếp vô danh đúng vậy thất tinh làm sao anh lại có thuốc giải nhiếp vô danh nói như đúng rồi, anh đây vốn có sẵn rồi nha. Nói xong, lập tức tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản, em gái ngoan, em xem đi, hôm nay may mắn là anh có mặt ở ngay chỗ này, kịp thời trước khi tình cổ của em hoàn toàn phát tác. Em gái à, vận khí của em thật đúng là quá tốt rồi. Diệp Oản Oản chừng hắn, anh tránh sang một bên đi. Nhiếp vô danh, hích, tỉnh táo một chút đi, vào lúc này độc của em đã phát tác rồi, cũng không thể quá nóng giận tâm tình quá nóng này sẽ dẫn đến máu huyết lưu thông nhanh, sẽ gia tăng tốc độ phát tác đấy. Diệp Oản hoản anh nói mà không biết ngượng mồm sao. Ánh mắt lạnh lùng của thất tinh nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, anh thật sự có thuốc giải. Nhiếp vô danh bĩu môi đáp, đã nói là có rồi mà. Không tin thì hỏi minh chủ của các người đi, minh chủ của các người cũng biết, chẳng qua là minh chủ nhà các người thể sống thể chết không chịu dùng thuốc giải của tôi mà thôi. Thất Tinh nhìn Diệp Oản Oản một cái, mặt đầy ngạc nhiên, minh chủ không chịu dùng thuốc giải. Nhiếp Vô Danh đầy bất đắc dĩ thở dài, "Thật, không tin thì cậu đi hỏi cô ấy mà xem, tôi đều đã giảm 50% rồi đấy, nhưng cô ấy không chịu mua." Đám người Thất Tinh nghe vậy đều ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu nổi minh chủ nhà mình vì sao lại làm như vậy. Bác Đầu cuống cuồng nói, "Phong tỷ, có thuốc giải tại sao tỷ lại không uống chứ?" Diệp Oản Oản sụ mặt trên mặt tỏ vẻ anh hùng bất khuất, thà chết chứ không chịu khuất phục, tất cả đều tránh ra cho tôi, không uống. Chúng tình cổ lại còn phải dựa vào thuốc giải để giải độc. Tôi còn miệng nó không có sĩ diện sao. Đám người không sợ minh cạn lời, nghẹn cứng họng nhìn chằm chằm minh chủ đại nhân nhà mình tỏ vẻ bất khuất. Nên nói gì với minh chủ nhà bọn họ mới tốt đây? Phía sau gốc cây, lâm khuyết nghe đến rõ ràng. Tư giả hàn, tư giả hàn nhéo nghi tâm một cái sớm nên biết. Thất tinh nhức đầu không thôi, chỉ có thể cố nhẫn nại khuyên nhủ, phong tỷ, không thể tùy hứng. Hiện tại độc của tỷ đều đã phát tác rồi, chỉ còn lại không tới 2 giờ, nhất định phải mau sớm dùng thuốc giải. chương 2004, khắp đầu đều là anh ấy. Thất tinh nói xong, cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng nói với nhiếp vô danh, không cần phải giảm giá, tôi đồng ý mua với giá gốc, mau đưa thuốc giải cho tôi. Diệp oản oản, không được mua, có mua tôi cũng không uống bắt đầu phong tỷ à tỷ đừng như vậy mà không uống thuốc giải vậy làm sao có thể giải độc phương thức giải cổ độc có xí diện mà tỷ đề cập căn bản là không tồn tại à nha nói không chừng còn chết sớm hơn một chút diệp oản oản không uống trong lúc nhất thời tình cảnh lâm vào bế tắc cho đến lúc này còn người đại trưởng lão chuyển động ung dung mở miệng nói một câu minh chủ đại nhân của tôi ơi nếu như ngài không uống thuốc giải vậy thì tu la chủ cũng sẽ chết. Cái chết có lúc nặng tựa thái sơn, có lúc lại nhẹ như lông hồng, cô nhẫn tâm nhìn trai đẹp chết theo mình hay sao? Sau khi đại trưởng lão dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Đúng vậy, sau khi tình cổ này phát tác, sẽ là cảnh hai người cùng chết. Hơn nữa còn chết rất thảm, miệng lưỡi lở loét, thất khiếu chảy máu. Hiện tại chỉ còn lại không tới 2 giờ mà thôi, mà cái tính tình ngang như cua của tư giả hàn kia, nếu như đợi anh nguyện ý cùng nàng giải độc, nói không chừng mộ phần của hai người đã xanh cỏ rồi. Tam trưởng lão luôn miệng phụ họa, minh chủ, cô xem, một đại mỹ nam đẹp như tu la chủ, cô cam lòng để cho hắn ta chết thảm như vậy sao? Bắt đầu, đúng vậy, đúng vậy. Diệp oản oản sờ tấm giáo bia trong ngực, thần sắc vùng vẫy ba giây, cuối cùng mở miệng nói, nhiếp vô danh, đưa thuốc giải cho em. Quá tốt rồi, quả nhiên vẫn là phải tìm đúng xương sườn mềm của phong tỷ. Phía sau gốc cây, lâm khuyết theo đó mà thở phào nhẹ nhóm, cũng còn may, cũng còn may. Cái cô nàng này, cuối cùng cũng chịu uống thuốc giải. Uống sớm một chút không phải là êm chuyện rồi sao? Bên kia, sau khi Diệp Hoàn Hoàn chịu thỏa hiệp, nhiếp vô danh cực kỳ mau lẹ móc thuốc giải giao ra. Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy một chai nhỏ màu xanh biếc, đổ ra một viên thuốc hình tròn màu trắng, sắc mặt đầy nghiêm túc nói với nhiếp vô danh, đã nói bất 50% rồi đấy nhé. Nhiếp vô danh che mặt, em gái ngoan của tôi ơi, đã tới nước này rồi mà em còn trả giá với anh sao? Diệp Oản Oản, anh nói mau, bớt 50%, có bán hay không? Diệp Oản Oản quọng mặt lại, tỏ vẻ anh không bán, tôi lưu mang cho anh xem. Nhiếp vô danh cảm thấy trong, kiếp gian thương, của mình lần đầu tiên đã gặp phải đối thủ, bán, bán ngay và luôn. Bán cho em, giảm 50%. Diệp Oản Oản lúc này mới hài lòng có chút không cam tâm tình nguyện uống viên thuốc giải. Còn có ai số khổ như nàng không? Lại lăn lộn kém đến nỗi phải uống thuốc để giải độc. Tiếp đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phong tỷ, tỷ cảm thấy thế nào? Thất tinh khẩn trương hỏi, những người khác cũng đều bất an nhìn chằm chằm phản ứng của Diệp Oản Oản. Thần sắc nhiếp vô danh đầy vẻ dễ dàng vỗ ngực nói, hi, các người cứ yên tâm đi, thuốc giải này của tôi uống vào nhất định sẽ hết bệnh, trong vòng một phút cổ độc sẽ được giải ngay. Thất tinh nhìn thời gian trên điện thoại di động một cái. Thời gian một phút vốn trôi qua thật nhanh, giờ phút này lại giống cả một thế kỷ vậy, sao lại dài đằng đắng. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ đợi thuốc giải phát huy tác dụng. Chỉ chốc lát sau, thời gian cũng đã đến. Nhiếp vô danh cười hỏi, em gái, em cảm thấy thân thể như thế nào hả? Có phải là tốt hơn nhiều hay không? Thanh tỉnh nhiều hơn? Tơ máu trên người cũng không còn thấy đâu. Diệp Oản Oản trầm mặc khoảng chừng 10 giây đồng hồ. Nhiếp vô danh, anh đang đùa sao? Đầu của Diệp Oản Oản đều đã nhanh muốn nổ rồi, trên trán gân xanh nổi lên, thanh tỉnh cái rắm, khắp đầu đều là anh ấy. Cái từ, anh ấy, này là chỉ, tu la chủ, hay là ông chủ xưởng giấm đó, hay là vị gia chủ tư gia kia. Biểu cảm của bác đầu có vẻ mơ hồ chương 2005, Tu La chủ thanh tâm quả dục. Diệp Oản Oản vừa nói vừa vén tay áo lên, lộ ra những sợi tơ máu lan tràn khắp cơ thể, nhìn còn đáng sợ hơn, hơn nữa, anh nói cho tôi nghe, cái này mà gọi là tơ máu đều biến mất rồi hả? Tôi đã sắp thành huyết nhân rồi đây này. Bắt đầu nhìn chằm chằm cổ tay của Diệp Oản Oản, sợ ngây người, miệng nó. Phong tỉ, sao lại thế này, một phút đã qua rồi mà, làm sao lại càng nghiêm trọng hơn chỉ thấy trên người Diệp Oản Oản, những đường tơ máu càng nhiều hơn, hơn nữa màu còn đậm hơn cả lúc nãy, cơ hồ như có máu tươi muốn phá vỡ lớp da tuôn ra ngoài. Những người khác cũng đều nôn nóng, bắt đầu truy hỏi nhiếp vô danh, có chuyện gì vậy? Vậy mà nói thuốc giải hiệu quả tức thì đấy. Nhiếp vô danh cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một bước, không đúng, chuyện này không khoa học, làm sao lại không có hiệu quả chứ? Tử quỷ đã nói trong vòng một phút cổ trùng sẽ chết chắc, sau đó tơ máu sẽ hoàn toàn biến mất đấy. Diệp Oản Oản tức giận, khoa học cái rắm thứ đồ chơi này vốn bản thân nó đã không khoa học. Thuốc giải giỏm này của anh rốt cuộc có hiệu quả hay không vậy? Thất tinh, hiện tại rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhiếp vô danh, khục, chuyện này, có khả năng, đại khái, có lẽ, là thuốc giải, không có hiệu quả. Thất tinh, thuốc giải làm sao lại có thể không có hiệu quả? Nhiếp Vô Danh, cổ độc tình đầu ý hợp đều có thể phát sinh biến dị, cho nên thuốc giải mới mất đi hiệu lực, thật ra thì cũng không phải là vô dụng. Diệp Oản Oản biết ngay mà, không nên trông chờ vào con hàng Nhiếp Vô Danh này. Hoàn toàn không đáng tin. Bắt đầu mặt đầy mộng bước, cho nên hiện tại rốt cuộc phải làm sao? Nhiếp Vô Danh nói đầy yếu ớt, hiện tại, hiện tại, hiển nhiên chỉ còn lại biện pháp tiếp theo mà thôi. Thất Tinh, biện pháp gì? nhiếp vô danh, đi tìm người chúng cổ nhánh để giải cổ. Thất tinh, bắt đầu, đại trưởng lão, tam trưởng lão và đám người không sợ minh. Đi tìm người chúng cổ nhánh, đi tìm tu la chủ, giải cổ, đi tìm tu la chủ giải cổ, vậy thì khác nào phong tỷ chết chắc, bắt đầu bật thốt lên. Sắc mặt của thất tinh cực kỳ khó coi, cố nén lắm mới không phát tác, nhìn về phía nhiếp vô danh hỏi, cổ độc phát tác, tu la chủ sẽ có phản ứng gì? nhiếp vô danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói cổ độc sẽ phóng đại dục vọng của nội tâm con người, có tình cảm càng sâu đối với người mình yêu, phản ứng sẽ càng lớn, tơ máu sẽ càng nhiều, màu sắc cũng sẽ càng đậm. Dĩ nhiên, nếu như tu la chủ thanh tâm quả dục, căn bản là không hề yêu một ai, vậy thì lúc phát tác sẽ không hề có phản ứng dù chỉ là một chút. Bắt đầu bỗng nhiên tình ngộ, miệng nó, khó trách mới vừa rồi tu la chủ một chút phản ứng cũng không có. Tôi biết ngay là không có khả năng rồi mà, lại nói, thật giống như Tu La chủ không hề làm gì sai mà cũng phải chết trùng theo, thấy có chút thảm. Không yêu em, không ngủ chung với em sẽ chết, tình cổ này quả nhiên là biến thái. Vậy có khả năng nào Tu La chủ bên kia đã lấy được thuốc giải? Sau khi bên đó giải cổ rồi, mình chủ nhà chúng ta cũng sẽ không có việc gì. Dù sao mạng lưới của A Tu La so với chúng ta cũng rộng hơn rất nhiều không có khả năng bọn họ sẽ để mặc Tu La chủ chết. Thất Tinh ôm lấy một tia hy vọng, hỏi lại. Nhiếp vô danh giải thích, trước mắt chỉ có thể thông qua giết chết cổ gốc để giải độc, nhưng cũng không loại trừ việc có người nghiên cứu ra cách giải cổ nhánh. Nhưng tình cổ có một đặc điểm, nếu như cổ gốc cơ chết rồi, cổ nhánh cũng sẽ chết. Độc của hai người đều có thể được giải, nhưng nếu như cổ nhánh được giải, cổ gốc cũng sẽ không được loại trừ nếu như tu la chủ tìm được thuốc giải để giải độc trong cơ thể mình, tu la chủ sẽ không có việc gì, nhưng còn minh chủ nhà các người. Nhất định phải chết. Bắt đầu sửng sơ, miệng nó. Vậy chẳng phải là xong đời. Tôi thấy cổ nhánh trên người tu la chủ tới 80% là đã được giải, cho nên mới không hề cuốn cuồng chút nào. chương 2006, chỉ cần anh ôm em một cái. Cùng lúc đó, sau bụi cây, Lâm Khuyết nghe nhiếp vô danh nói xong câu, có tình cảm càng sâu đối với người mình yêu, phản ứng sẽ càng lớn, tơ máu sẽ càng nhiều, màu sắc cũng sẽ càng đậm, nhất thời hướng về chiếc cổ của tư giả hàn nhìn lại. Giờ phút này, tư giả hàn đã thay lại âu phục màu đen kín mít, phần lộ ra ngoài không để lại một chút vết tích nào. Nhưng mới vừa rồi khi tư giả hàn cởi quần áo ngủ ra, hắn đã nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trên người anh toàn bộ đều là tơ màu chẳng chịt, đáng sợ không thể tả tư giả hàn chớp mắt, chậm rãi giờ bàn tay lên. Chỉ thấy, những đường tơ máu dày đặc như mạng nhện kia đã bắt đầu lan về phía lòng bàn tay. Ánh mắt lâm khuyết liếc xéo lên bàn tay của tư giả hàn, quả thật là nhìn thấy mà giật mình, miệng nó. Đang định tiếp tục nhìn, tư giả hàn đã hạ tay xuống, che giấu vết tích trong lòng bàn tay. Lâm khuyết ho nhẹ một tiếng, cửu ca, làm sao bây giờ đây? Lâm khuyết bên này còn chưa dứt lời, một giây kế tiếp, tư giả hàn đã cất bước, từ phía sau gốc cây đi ra. Tu, tu la chủ. Khi phát hiện tu la chủ đột nhiên từ phía sau xuất hiện, bắt đầu lắp bắp, còn đám người nhiếp vô danh nhất thời im thiên thiết như con gà bị bóp lấy cổ họng. Cùng lúc đó, tầm mắt mọi người đều giống như tia ích quét qua người đàn ông trước mặt. So với diệp oản oản thần trí mơ hồ, khắp người tơ máu, tư giả hàn thoạt nhìn quả thật là bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Cho nên, hiện tại có hai loại khả năng khả năng thứ nhất là, tư giả hàn thanh tâm quả dục không hề yêu nàng. Loại thứ hai có thể là, tư giả hàn đã tìm ra được thuốc giải, giải được cổ nhánh. Vô luận là loại khả năng nào, mình chủ nhà bọn họ, đều chết chắc. Cái nhận thức này khiến cho tất cả mọi người không sợ minh đều mặt đầy tuyệt vọng. Quả nhiên là xong đời rồi. Nhưng mà, vào lúc này tu la chủ xuất hiện lại là vì cái gì? Vẻ mặt bắt đầu như đưa đám, run lẩy bẩy, xong, xong rồi có phải là tu la chủ thẹn quá hóa giận hay không? Nghĩ đến thủ mới hận cũ, rốt cuộc định động thủ với phong tỷ. Tam trưởng lão, 8 phần 10 là đúng vậy. Đại trưởng lão, hích, đã sớm khuyên minh chủ nghĩ lại, không nên đi trêu chọc vị sát thần này rồi. Lần này biết làm thế nào cho phải. Đám người bắt đầu, thất tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão mồ hôi tuôn như suối, ướt hết cả lưng, vẻ mặt đầy cảnh giác, vội vàng bảo vệ diệp oản oản, chỉ thấy ánh mắt của chàng trai vượt qua mấy người, trực tiếp rơi vào trên người cô gái. Ngay sau đó, lướt hai bước về phía trước, nhanh chóng đi về phía nàng. Vào lúc này, tầm mắt của Diệp Oản Oản đều đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn theo bản năng nhận ra người trước mắt, bảo, bảo, bắt đầu, Phong tỷ đang nói cái gì vậy? Âm thanh của Diệp Oản Oản quá nhỏ, tất cả mọi người đều không nghe rõ. Trên trán Diệp Oản Oản là một lớp mồ hôi hột ướt nhẹp, thân thể lảo đảo muốn ngã vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nhất thời tất cả ủy khuất đều hiện ra, ủy khuất không thôi mà làm núng, bảo bảo, em không cần. Không cần thuốc giải, chỉ cần anh ôm một cái, ôm em một cái. Diệp Oản Oản nói xong, liền hướng về phía chàng trai mà giang rộng vòng tay. Lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ lời Diệp Oản Oản nói, nghe rõ mỗi một chữ của nàng. Hoặc, à, minh chủ nhà mình lại có thể yêu cầu tu la chủ. Ôm cô ấy một cái bắt đầu bị dọa đến xón cả gia quần, ngôn ngữ đã loạn hết cả lên, tu la chủ đại nhân. Ngài bất giận, minh chủ, tỷ ấy. Ngay tại thời điểm mọi người không sợ minh đều sợ đến hồn phi phách tán, chỉ thấy tu la chủ trong một bộ tây trang màu đen, như một vị bá tước của màn đêm, từng bước từng bước trực tiếp đi tới trước mặt của cô gái, dừng bước lại. Anh biết rõ là không nên, nhưng không có cách nào cự tuyệt. Trường 2007, cần nó, hay là cần anh? Cô gái hướng về anh mở rộng vòng tay ra, giống như một con chim non mới nở, trong mắt tràn đầy sự ỉ lại. Chỉ trong nháy mắt, đã đủ để đánh tan tất cả mọi lớp tường thành phòng thủ của anh. Một giây kế tiếp, chàng trai chậm rãi nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm chặt cô gái nhỏ trong lồng ngực của mình. Bởi vì khí áp của chàng trai mạnh đến mức khiến cho người người sợ hãi, vì vậy người của không sợ minh đều quên ngăn trở, chờ mắt nhìn cảnh này phát sinh. Xin hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? đây là một loại chiêu thức tấn công vô hình mới sao. Trong nháy mắt khi được ôm vào trong lồng ngực, Diệp Oản Oản giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, nhất thời đầy nhu thuận không thôi mà dán chặt người mình trong vòng tay anh. Trong nháy mắt khi hơi ấm của cô gái tiếp cận, hòa quyện cùng với hơi ấm của chính bản thân mình, con người của tư dạ hàn cơ hồ thoáng co rụt lại một chút. Thật ra thì, lúc cổ độc phát tác, tối đa anh chỉ cảm thấy càng nhớ nàng hơn so với ngày thường một chút mà thôi trừ điểm đó ra cũng không có gì khác biệt nhiều. Chỉ có những đường tơ máu đỏ rực chẳng chịt trên cơ thể mới có thể khiến cho tình cảm chân thật của anh bị bại lộ mà thôi. Có lẽ là bởi vì, coi như là lúc cổ độc không phát tác, anh cũng đã quá nhớ mong nàng rồi. Tư dạ hàn nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực của mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó chậm rãi cúi người xuống, vòng tay ra sau lưng ôm lấy nàng, định bế nàng lên. Nhưng mà, không ôm nổi. Quá nặng, chẳng biết từ lúc nào cô gái nhỏ đã vòng tay sang bên cạnh ôm lấy tiểu giáo bia bảo bối sợ rơi mất tư giả hàn liếc nhìn cục đá mà cô gái vẫn đang khăng khăng giữ lấy khóe mắt mơ hồ có chút tan vỡ buông tay diệp oản oản dùng chút thần trí còn sót lại dùng sức lắc đầu một cái không được không được đây là cục cương tiểu bảo bối của em tuy là không đáng bao nhiêu tiền nhưng không thể buông tư giả hàn vào giờ phút này bắt đầu thất tinh Đám người không sợ Minh và cả Nhiếp Vô Danh, Lâm Khuyết đi ở phía sau, ánh mắt đều như ngây như dại, nhìn về khung cảnh đầy lãng mạn mà Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn đang tạo ra. Tư Giả Hàn thoáng do dự một giây, ngay sau đó mới trầm giọng nói, "Em cần nó, hay là cần anh? Chỉ có thể chọn một." Véo, Diệp Oản Oản không chút do dự ném giáo bia đi, lúc này mới vững vàng ôm chặt hông của Tư Giả Hàn không buông, thay cho một câu trả lời tương đối quả quyết. Miệng nó động tác Diệp Oản Oản ném giáo bia quá nhanh và quá phú phàng, vì vậy người bên cạnh hoàn toàn không phản ứng kịp. Bắt đầu lập tức bay nhào qua, vừa may đón kịp tấm giáo bia đáng thương nọ. Nhìn tiểu bảo bối, cô cưng của Diệp Oản Oản bị ném bỏ một cách vô tình, tất cả mọi người tại đây đã cạn lời rồi. Đương nhiên, càng khiến cho bọn họ như nghe thấy xét đánh ngang tai, chính là lời nói không cách nào tin nổi của tu la chủ mới rồi. Thất tinh cân nhắc chọn lời cả nửa ngày, nhưng đối với một màn trước mắt này lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì tất cả những người khác cũng đều là như thế bầu không khí bỗng rơi vào trong một sự yên lặng đầy quỷ dị hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này minh chủ nhà bọn họ còn không ngại thế giới quan của bọn họ chưa đủ tan nát và vỡ vụn ngẩng đầu nhìn tu la chủ đầy nũng nịu nhõng nhẽo còn muốn còn muốn được hôn một cái hôn em một cái đi bắt đầu thất tinh đại trưởng lão tam trưởng lão, mấy vị cao tầng không sợ minh. A-di-đà Phật, nhất thời, vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía tu la chủ. Lỡ như là tu la chủ chợt làm khó làm dễ, nhất định cả bọn sẽ liều mạng chó lao lên giành lại tính mạng cho minh chủ nhà mình. Xung quanh có nhiều con mắt nhìn chầm chập như thế, khiến cho tư giả hàn khẽ nhíu đầu lông mày. Phản ứng thân thể của Diệp Oản Oản đã càng ngày càng mãnh liệt, dồn dập thờ hồn hển nhiệt độ cơ thể như bị ngâm trong một nồi nước sôi, toàn bộ thể xác và tinh thần chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, muốn thân mật với người trước mắt này, chỉ cần mỗi một người trước mắt này mà thôi. chương 2008, ngày mai sẽ trả lại minh chủ cho các người. Diệp Oản Oản không hài lòng, yêu cầu còn muốn một nụ hôn. Giờ phút này, trong đôi mắt của cô gái chỉ còn lại có mỗi mình anh, trong con người trong vắt của nàng như đang hừng hực ngọn lửa cháy, chỉ có mỗi mình anh. Một cảnh này, chính là cảnh đẹp tuyệt vời nhất cõi đời này mà anh từng thấy được. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của tư giả hàn dần dần trở nên nhu hòa, rốt cuộc cũng cởi giáp đầu hàng, tựa như đã thỏa hiệp. Chậm rãi cúi người xuống, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn có phần kìm nén và hơi mất tự nhiên lên trán của cô gái. Một giây kế tiếp, một tiếng lộp cộp vang lên là tiếng tấm giáo bia trong tay bắt đầu cầm không vững, nặng nề rơi xuống đất. Cũng may là tấm giáo bia có chất lượng tốt nên mới không bị vỡ tan, Cằm của những người khác cơ hồ đều đã chạm tới đất, ba hồn bảy vía bị dọa rơi mất hai hồn rưỡi. Chắc chắn là bọn họ bị điên rồi. Điên rồi sao? Tu la chủ, hôn, hôn minh chủ bọn họ rồi. Là tu la chủ chủ động hôn, không phải là bị minh chủ bọn họ cưỡng hôn. Nhưng mà, đối với nụ hôn lên chán này, hiển nhiên là Diệp Oản Oản rất là không hài lòng. Ai oán đưa tay ra sờ cái chán của mình một cái, không vui mà oán trách, thật là qua loa lấy lệ. Làm lại, đối diện với vẻ mặt tố cáo của cô gái, tư giả hàn ho nhẹ một tiếng, đợi lát nữa, được không? Vào giờ phút này, toàn bộ mọi người không sợ minh đều đã hóa thành tượng đá, ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ. Bọn họ là ai? Bọn họ đang ở đâu? Sau khi Trấn An được cô gái, tư giả hàn cuối cùng cũng dành một chút quan tâm cực nhỏ cho đám, tượng đá, không sợ minh ở chung quanh, ánh mắt lãnh đạm đảo qua mấy người sau đó dùng một âm thanh đầy lạnh lùng nói ngày mai sẽ trả lại minh chủ cho các người còn không đợi bọn thuộc hạ nhà mình mở miệng đáp lời diệp oản oản lập tức nói chen vào không cần trả không cần trả đám người không sợ minh minh chủ không cần đến nỗi mê trai bỏ đàn em như vậy chứ không còn tấm giáo bia to lớn kia lần này tư giả dạ hàn cuối cùng đã thành công bế được cô gái lên sờ sờ cái chán nóng rực của cô sải bước rời khỏi sân nhỏ Mãi đến khi thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa, mấy người không sợ Minh rốt cuộc mới kịp phản ứng lại. Nghĩa nó, Minh chủ, phong tỉ, Minh chủ bọn họ cứ như vậy bị mang đi. Chuyện này, chuyện này là thế nào vậy hả? Sau khi định thần lại, mấy người chố mắt nhìn nhau, loạn hết cả lên. Lúc này, Lâm Khuyết còn chưa rời đi bỗng tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng, thế này, trước tiên mấy vị có thể quay về. Minh chủ nhà các vị, ngày mai chúng tôi sẽ tự trả về làm bậy rồi trực tiếp ôm gái bỏ chạy còn một nùi dối rắm thì quảng lại cho hắn thu thập nhưng mà cổ độc trên người minh chủ không biết là âm thanh nho nhỏ của ai đó chen vào một câu lâm khuyết mở miệng nói cổ độc trên người minh chủ của các người ngày mai tự nhiên sẽ không có việc gì ngày mai tự nhiên sẽ không việc gì đây là có ý gì sẽ không phải là loại ý tứ mà bọn họ đang nghĩ bậy đấy chứ minh chủ nhà bọn họ, và, và tu la chủ. Cái suy đoán này trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người sợ đến tê cả ra đầu. Vào giờ phút này, trong đầu tất cả mọi người đều là cảnh cưng chiều và dung túng mới vừa rồi của tu la chủ đối với minh chủ nhà bọn họ. Tất cả mọi người đều như cũ, vẫn còn đắm chìm trong thế giới quan vỡ vụn và sự chấn động đổ vỡ như đến ngày tận thế. Diệp Oản Oản được ôm lên một chiếc xe màu đen, chiếc xe chậm rãi chạy về một phương hướng không biết là nơi nào. Nàng không quan tâm xe sẽ lái tới chỗ nào, chỉ cần ở bên cạnh người này, liền vô cùng an tâm. Cơ hồ như linh hồn muốn xuất khiếu khỏi cơ thể, cũng dần quay trở về. Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một kiến trúc tĩnh lặng. Diệp oản oản mơ mơ màng màng nhìn cảnh tượng trước mắt, phát hiện nơi này là một sân nhỏ hoang phế phía sau trụ sở chính của Atula chương 2009, đáp ứng đợi lát nữa làm lại. Trước cửa là những gốc cây khô, trên nhánh cây có những con chim màu đen không biết tên lượn vòng vòng, tòa nhà đen ngòm nhìn qua lâu năm không tu sửa, đã rất lâu không có người ở, lộ ra vẻ lạnh tanh điều hưu. Khiến cho nàng có chút để ý chính là, chỗ này nhìn qua, không khỏi có chút cảm giác quen thuộc và thân thiết. Rất nhanh, tư giả hàn bế nàng vào trong nhà. Mặc dù chỗ này từ bên ngoài nhìn qua vừa quạnh quẽ lại cũ nát, bất quá, sau khi đi vào lại như tiến vào một thế giới khác. Bố trí bên trong, ngược lại, vô cùng thư thích, nhìn một cái liền biết ngay có người thường xuyên lau chùi quét dọn. Diệp oản oản mê man để mặc cho tư giả hàn ẵm mình tiến vào phòng ngủ chính ở lầu 2, ngồi xuống chiếc ghế salon nhung mềm mại màu trắng. Ngồi yên, đừng động đậy. Sau khi đặt cô gái xuống, tư giả hàn lập tức nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng sắn ống tay áo của nàng lên, cẩn thận kiểm tra. Ô, Diệp Oản Oản ngoan ngoãn ngồi, mặc cho anh kiểm tra, tầm mắt chuyển động theo từng động tác của anh. Chỉ thấy những đường máu vằn vện đan vào nhau kéo dài lên trên khắp cả cánh tay nàng, phỏng chừng tất cả những chỗ khác cũng đều là như vậy. Trước đó thầy thuốc từng nói, thời điểm phát tác, tơ máu càng nhiều, chứng tỏ sự rung động của trái tim càng lớn, sự khao khát đối với người mình thương cũng càng sâu. Giờ phút này, những đường tơ máu này của nàng là vì ai nghĩ tới đây ngón tay của Tư giả Hàn thoáng siết chặt còn đang cố gắng để cho mình ổn định tinh thần đột nhiên nơi đỉnh đầu anh như có một bóng ma xuất hiện ngay sau đó một vài sợi tóc đen nhánh xóa xuống chạm vào cổ và vai anh khiến anh cảm thấy nhồn nhột, nhột tiếp đó hơi thở của nàng đột nhiên đến gần một nụ hôn mềm mại và cháy bỏng cứ như vậy nuốt trọn lấy đôi môi của anh Tư Dạ Hàn một nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cho sống lưng tư giả hàn dựng thẳng tắp lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng, thoáng cái đã đánh tan toàn bộ sự lo lắng và dòng suy nghĩ của anh đến thất biên bát đảo. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, tư giả hàn ôm lấy đôi vai của nàng, đẩy nàng ra cách xa người mình một chút, em. Diệp Oản Oản thấy mình bị đẩy ra, nhất thời tỏ vẻ như một thiếu nữ bị trai lừa gạt, anh đã đáp ứng, đáp ứng đợi một lát nữa làm lại. Em đã đợi một lúc rồi, đợi rất nhiều lần một lúc. Tư giả hàn. Tư giả hàn hít sâu một hơi, mới khiến cho dòng suy nghĩ của mình thoáng ổn định lại một chút. Oản oản, em đã nhìn rõ rồi chứ? Anh là ai? Diệp oản oản, tên lừa đảo. Tư giả hàn. Diệp oản oản, anh đã đáp ứng. Đáp ứng đợi lát nữa. Ánh mắt Diệp oản oản chân chân nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt, vô cùng cố chấp với lời hứa hẹn này. Tư giả hàn lần nữa hít sâu một hơi, oản oản, có nhớ điều trước đó anh nói với em không? Tình cổ này cực kỳ phức tạp, nếu như có gì đó sai sót. Diệp hoàn hoàn, anh đã đáp ứng đợi lát nữa làm lại. Tư giả hàn, tư giả hàn rốt cuộc đã phát hiện ra một chân lý. Xem bộ dáng này, nếu như không, làm lại, vậy thì cuộc đối thoại này cũng không cần tiếp tục nữa rồi. Đón lấy con người đầy cố chấp mà trong veo như nước của cô gái, tư giả hàn nhức đầu dai mi tâm một cái, sau đó bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng phía sau ót của nàng khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi nàng. Vốn chỉ là định trấn an một chút, nhưng khi đụng chạm vào làn da mềm mại, cơ thể đang hừng lực sắc xuân của nàng, gần gũi với nàng như vậy, lý trí anh trong nháy mắt đã trao nghi ta đi nhé. Đợi đến khi phản ứng lại, nụ hôn này của anh đã cực kỳ sâu, hoàn toàn không qua loa lấy lệ, mà Diệp Oản Oản không biết từ lúc nào lại có thể đã ngấm ngầm mở tung cổ áo anh ra rồi, nút áo cũng bị nàng bứt nứt mất hai chiếc, cổ áo bị kéo đến sọc sạch chương 2010, bây giờ có thể dùng thuốc giải. Trước khi đám tơ máu trên cơ thể mình bị bại lộ, tư giả hàn đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đè tay của cô gái lại. Diệp oản oản ai oán nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ của mình bị đè lại, a à cửu, anh hãy thành thật nói cho em biết, có phải là anh hết yêu em rồi hay không? Chẳng lẽ anh đã có em út khác bên ngoài rồi? Là ai? Tư giả hàn. Làm sao anh có thể hết yêu nàng chứ? nàng là ý nghĩa và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy chống vắng này của anh diệp oản oản uổng công em vẫn luôn yêu anh đến chết đi sống lại một lòng một dạ không phải anh không được lời của nàng giống như một ly rượu độc ăn mòn trái tim của anh nhưng trong từng giọt rượu ấy lại có một lớp mật ngọt ngào bao bọc bên ngoài làm cho người ta cam tâm tình nguyện uống cạn không biết trầm mặc bao lâu tư giả hàn rốt cuộc nói ra một câu kia oản oản anh biết em đang nghĩ biện pháp khôi phục lại ký ức vẻ mặt Diệp Oản Oản cứng lại, đại não đang mơ mơ màng màng cơ hồ trong nháy mắt thanh tỉnh lại không ít. Nàng không ngờ, Tư Giả Hàn lại đột nhiên nhắc đến đề tài mà bọn họ vẫn đang cố ý lảng tránh. Tư Giả Hàn biết rồi. Đời này, điều anh hối hận nhất, chính là lần cưỡng ép em tại cẩm viên khi đó trương đầu. Xin lỗi, lời xin lỗi này, đáng lẽ anh đã nên nói với em từ lâu. Loại chuyện này, vốn nên là tốt đẹp, không nên phát sinh dưới tình huống này trong giọng nói của tư giả hàn tràn đầy bi thương diệp oản oản hỏi theo bản năng không nên phát sinh dưới tình huống này vậy thì nên phát sinh dưới tình huống nào tư giả hàn chật vật đáp nếu như một ngày nào đó em khôi phục ký ức còn cho là như vậy cho là người em yêu là anh khuôn mặt nhỏ nhắn của diệp oản oản trắng nhợt chờ đến lúc đó em đều hóa đá rồi cỏ trên mộ phần đều đã cao hơn con trai em rồi tư giả hàn Thật ra thì chỗ anh vẫn còn có một phần thuốc giải do thầy thuốc bên mình chế ra để đề phòng, trước đây không lâu mới vừa phối trí thành công. Thầy thuốc nói nếu như nàng uống vào sẽ không có vấn đề gì, trên 90% có thể giải được cổ độc. Vì vậy, tư giả hàn mở miệng nói, ở bên chỗ anh có thuốc giải, bây giờ em có thể dùng. Diệp Oản Oản nghe tới đây, không nói hai lời, nhất thời tay nàng lại tiếp tục dùng sức. Một giây kế tiếp, chàng trai đã bị nàng đẩy ngã ra ghế salon cặp mắt đầy hưng phấn của cô gái sáng lên, lại tiếp tục đè lên trên tư giả hàn, hôn lên mặt anh một cái, có thật không? Bây giờ em có thể dùng thuốc giải rồi hả? Tư giả hàn, ý của anh, không phải là loại thuốc giải này. Nhưng mà, Diệp Oản Oản cũng không muốn nghe anh giải thích, thật nhanh đã tiếp tục dùng móng tay cởi tiếp nút áo của anh. Giờ phút này trong lòng tư giả hàn có quá nhiều cố kỵ. Dù sao tình cổ này hung hiểm dị thường, quả thật không cho phép có chút bất chắc nào anh không thể dùng tánh mạng của nàng để mạo hiểm đặt cược tư dạ hàn trong nháy mắt hoàn hồn lại đang chuẩn bị đẩy cô gái ra đúng lúc này trước mặt lại bị một thứ gì đó che khuất không biết là thứ gì ở trên cổ của nàng rơi xuống đong đưa trước mặt anh đây là từ sớm trước đó anh đã phát hiện ra trên cổ của diệp oản oản có nhiều hơn một sợi dây màu đỏ nhưng vật trên sợi dây màu đỏ bị cổ áo che khuất không biết là treo cái gì nhưng mới vừa rồi bởi vì động tác của Diệp oản oản đồ vật trên sợi dây màu đỏ lại lộ ra lại lại là khuy mang xét của anh chiếc khuy mang xét bằng đá hắc diệu thạch quen thuộc này anh sẽ tuyệt đối không nhận nhầm chính là chiếc khuy anh quyên góp trong buổi từ thiện hôm đó Tư Dạ Hàn không cách nào tin nổi nhìn chằm chằm chiếc khuy mang xét này ít hầu anh khô khốc dòng máu lạnh băng trong người bỗng đột nhiên ấm lên thoáng cái trở nên nóng bỏng rồi sôi trào khuy mang xét của anh được nàng cố ý dùng dây đỏ xỏ qua, đeo luôn bên người. Có thể thấy được sự quý trọng của nàng đối với nó lớn đến giường nào. Nhận thức này khiến cho trái tim anh điên cuồng đập rộn rã, khiến cho từng tế bào của anh vui sướng đến tê dại. chương 2011, có chút chịu không nổi, làm sao bây giờ? Đây là... Tư giả hàn cứng nở đưa tay ra, cầm lấy chiếc khuy đeo trên cổ của cô gái, âm thanh khàn khàn khô khốc, hồi lâu sau mới lấy lại được thanh âm của mình, huy mang xét này, không phải là em đã ném đi rồi sao? Ngày đó nàng tức giận như vậy, từng chính miệng nói muốn lấy về để ném đi. Trong mắt Diệp Oản Oản liếc xuống chiếc khuy đeo trên cổ của mình, thấy tư giả hàn phát hiện rồi, không khỏi có chút nóng mặt, sụ mặt tức giận hừ hừ, tại sao phải ném? Sao anh lại phá của như vậy, dù gì cũng đáng giá một đồng đấy? Trong nháy mắt khi cô nàng dứt tiếng, thế giới quanh anh như nổ tung, đột nhiên trời đất quay cuồng vị trí của hai người trong nháy mắt đổi cho nhau một giây kế tiếp sau một thời gian kiềm nén rất lâu một nụ hôn sâu mất khống chế cuối cùng cũng bùng nổ nụ hôn vô cùng nóng bỏng rơi xuống điên cuồng xâm chiếm lấy từng tấc ngọt ngào trong miệng nàng a à, diệp oản oản vừa mở mắt đã nhận ra ý muốn chiếm hữu điên cuồng trong đôi mắt anh ánh mắt gần như đỏ rực lên khiến cho nàng nhìn thấy mà giật mình a à, thuốc giải này dường như nàng, sử dụng, vậy, có chút chịu không nổi thì phải. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản còn diếu võ dương oai, nhưng mà vào lúc này lại có thể vô cùng không có tiền đồ, ngơ ngẩn hết cả người, để mặc anh đè lên người của mình. Giờ phút này, ánh mắt khóa chặt nàng của chàng trai tuy rằng có chút điên cuồng đến đáng sợ, nhưng mà, động tác lại ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi đặt lên vị trí trái tim của mình diệp oản oản lập tức cảm nhận được trái tim của anh đập cực nhanh từng nhịp đập rộn rã chuyển đến lòng bàn tay của nàng chàng trai cúi đầu vùi sâu vào nơi cổ của nàng kịch liệt thở hào hển đồng thời dẫn dắt bàn tay của nàng luồn sâu vào trong cổ áo của mình oản oản cởi giúp anh diệp oản oản thuốc giải đột nhiên trào ra như vậy nàng có chút chịu không nổi làm sao bây giờ trong bất thình lình rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy không phải chỉ là thấy được nơi cổ áo của nàng có treo một chiếc khuy măng xét thôi sao anh 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 tự anh cởi đi anh không có tay sao diệp oản oản thấp giọng thầm thì tư giả hàn em đã từng nói bước này nhất định phải do em làm em thích quá trình này diệp oản oản không không có khả năng em không bao giờ nói lời như vậy rõ ràng anh nói là em thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp mà làm bậy rồi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng những lời kiểu này thật sự nàng sẽ có thể nói ra đấy. Nàng thật là càng ngày càng hiếu kỳ, năm đó nàng rốt cuộc quấn quyết chung một chỗ với tư dạ hàn như thế nào vậy? a à, gì chứ, năm đó, là, là em chủ động sao? Sẽ không phải là em cưỡng đoạt anh đấy chứ? Diệp Oản Oản đột nhiên có chút lo âu đối với nhân phẩm của mình, tự hình dung ra trong đầu một kịch bản siêu máu chó với nhân vật chính là một nữ lừa đảo. Thần sắc tư dạ hàn thoáng khựng lại, tựa hồ như lâm vào hồi ức một hồi lâu sau mới đáp lời đúng vậy diệp oản oản ha 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 quả nhiên tư giả hàn tiếp tục nói nhìn bề nổi mà nói đúng là em chủ động cũng là em cưỡng bách anh làm bậy thật rồi diệp oản oản yên lặng che mặt a hi hi này này cái gì gọi là nhìn bề nổi mà nói là như vậy vậy thì trên thực tế là sao tư giả hàn trên thực tế trên thực tế nàng chưa hề biết từ đầu tới cuối đều là anh vẫn luôn dùng trăm phương ngàn kế dẫn dụ nàng. Biết rõ là không có khả năng, nhưng vì quá nhớ mong nàng, quá muốn giữ nàng lại, quá muốn có được nàng. Trên thực tế là cái gì, cái gì? Diệp Oản oản mở to hai mắt, hiếu kỳ không thôi mà truy hỏi. Một giây kế tiếp, trả lời nàng là một nụ hôn che ngập bầu trời của chàng trai, khiến cho nàng trong nháy mắt quên mất chính mình đang muốn hỏi gì. Thân thể của cô nàng bị ôm lên Em ái đặt ở trên chiếc giường mềm mại, ngón tay bị anh dẫn dắt, từng chút một cởi sạch âu phục xa hoa của anh, mãi đến khi chạm đến da thịt nóng bỏng của chàng trai. Chiếc rèm trắng rủ xuống, bình hoa hồng nơi đầu giường chập chờn đung đưa, sự thanh lãnh nơi đáy mắt chàng trai hóa thành một ngọn lửa hừng hực, như nham thạch trong lòng núi lửa. Hoàn hoàn, coi như một ngày kia em khôi phục lại ký ức, nhưng anh đã có thể làm cho em quên hắn một lần, thì cũng có thể khiến cho em quên thêm lần thứ hai chương 2012, cổ đã được giải. Trong cơn ý loạn tình mê, tầm mắt Diệp Oản Oản mơ hồ nhìn thấy, trên thân thể của chàng trai, những đường tơ máu màu đỏ lan rộng, quấn lấy nhau hướng về phía buồng tim của anh, nhìn thấy mà giật mình. Nghĩ đến điều trước đó nhiếp vô danh nói, trong lòng Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái tên này, rõ ràng nhìn qua như một đóa hoa tuyết cao ngạo, tuyệt tình cấm dục không dính khói bụi trần gian, một chút phản ứng mảy may cũng không có, làm hại nàng từng có lúc thiếu chút nữa đã tự hoài nghi chính mình, kết quả. Lớp ngụy trang này cũng tính là quá tốt rồi đi. Ban đầu nếu như nghệ sĩ được nàng dẫn dắt chính là Tư Dạ Hàn, vào lúc này sợ là ngay cả giải Oscar cũng đã lấy được rồi đấy. Tầm mắt Diệp Oản Oản thuận theo nơi ngực của chàng trai nhìn lên cổ, xương quai xanh, sống mũi. Mãi đến khi chạm vào một đôi mắt đang ngắm nhìn mình chăm chú. Đôi tròng mắt kia thanh lãnh thâm trầm, nhưng nơi đáy mắt lại như có một ngọn lửa tình cháy bỏng đang muốn nuốt trọn lấy nàng, hòa tan nàng vào trong cơ thể anh, phảng phất như cả thế giới này, chỉ có mỗi một hình bóng nàng phản chiếu ở nơi đó. Giờ phút này, chàng trai vừa làm, động tác, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc khuy măng xét nơi cổ áo nàng. Đại khái là phát giác ra sự phân tâm của cô gái, hai con người của chàng trai híp lại, đột nhiên dùng sức một cái thật sâu, một lần nữa đưa nàng vào trong cơn đê mê hỗn độn, lúc diệp oản oản lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau nàng chậm chạp từ trong chăn thò đầu ra phản ứng đầu tiên là a à, nàng còn sống cho nên nói cổ độc đã được giải rồi nghĩ tới đây diệp oản oản ngay lập tức vén chăn lên kiểm tra thân thể của mình và tư dạ hàn những sợi tơ máu dọa người trước đó trên cơ thể của bọn họ toàn bộ đều đã biến mất nàng đã nói rồi mà đây mới là phương thức giải cổ độc đáng tin nhất một bên, người đàn ông đang ngủ say giường như bị động tác lần lần mò mò của cô nàng đánh thức, bắt lấy bàn tay nhỏ đang sờ tới sờ lui khắp cơ thể mình của cô gái, cặp chân mày mới tỉnh lại, như còn đang trong một làn sương mù, thoáng tỉnh táo lại. Một giây kế tiếp, ánh mắt của chàng trai chậm rãi mở ra, lộ ra con người thâm thúy như những vì sao trên trời, cặp mắt đầy thỏa mãn sau một đêm ân ái có thể nói đẹp đến yêu nghiệt, hút lấy linh hồn của nàng, nhấm chìm vào trong đó, cứ như thể đưa linh hồn của nàng vào một chốn bồng lai nào đó. Trong lòng Diệp Oản Oản thoáng hồi hộp một chút, bộ dáng này của tư giả Hàn cũng quá muốn chết đi mà. Nơi đáy mắt chàng trai mang theo mấy phần như mê như say, theo bản năng từng chút một cầm lấy bàn tay của người thiếu nữ, mãi đến khi mười ngón tay đan sen vào nhau, sau đó, đầy cường thế và không cho cự tuyệt, đè lên trên, chậm rãi nghiêng người, hôn vào đôi môi của cô gái làm sao lại nữa rồi. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, bị một nụ hôn đột ngột làm cho ngẩn ra, theo bản năng mà nhắc nhở, à ờ, thì, là, này này. Em mới vừa xem qua, toàn bộ tơ máu đã biến mất, cổ độc đã được giải rồi. Con người nguyên bản có chút mờ mịt mơ hồ của chàng trai giờ phút này đã dần dần tỉnh lại, cũng không bởi vì lời nói của cô nàng mà ngừng động tác lại, đôi môi mềm theo nụ hôn lần đến xương quai xanh của nàng, âm thanh có chút khàn khàn, bây giờ không phải là vì giải cổ. Diệp Oản Oản, a, à, ơ, ơ, tại sao nàng có một loại cảm giác, tư giả hàn đột nhiên giải trừ phong ấn. Cùng lúc đó, đêm khuya, không sợ minh, mấy con mắt của đám người bắt đầu, thất tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão đồng loạt chân chân nhìn lâm khuyết tròng trọc. Minh chủ nhà mình đột nhiên bị tu la chủ cướp đi, bọn họ làm sao có thể yên tâm, cho nên trực tiếp giữ lâm khuyết lại, làm con tin không phải đã nói hôm nay trả lại sao? Bắt đầu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giờ đã qua một ngày một đêm, đã sắp tới ngày hôm sau luôn rồi. Còn chưa trả. Lâm khuyết lau mồ hôi, khóe miệng hơi co rúm lại. Nhìn bộ dạng như vậy, hôm nay sợ rằng là không trả được rồi. Ôi, Lâm khuyết đáng thương. Hắn sớm nên biết. chương 2013, Giác ngộ chính cung. Tỉnh táo, Diệp Oản Oản bỗng nhiên bởi vì chợt nhớ ra một thứ mà ngồi bật dậy. Xong, xong rồi, Diệp Oản Oản lo lắng, mặt đầy kinh hoàng. Một bên, tư giả hàn cao mày nhìn về phía cô gái, đáy mắt thoáng qua vẻ khẩn trương, sao vậy? Diệp Oản Oản kinh hô, cục cưng của em, tiểu bảo bối của em đâu? Vẻ mặt tư giả hàn hơi sầm lại, tiểu bảo bối. Diệp Oản Oản sốt ruột khoa tay múa chân, chính là khối đá lớn dùng vải đỏ che lại đấy là giáo bia của học viện xích diễm giang ly hận thua em. Không thấy đâu cả. Tư Dạ hàn, em. Mới vừa cùng anh làm xong chuyện thân mật như thế, thứ đầu tiên nàng nghĩ tới ngay khi vừa tỉnh lại, lại là một cục đá vô tri. Tư Dạ hàn hít sâu một hơi, mới làm cho mình không một lần nữa đè nàng trở lại xuống giường, em chỉ muốn nói nhiều đó thôi sao. Diệp oản oản đang cuốn cuồng, ánh mắt liếc xéo qua đột nhiên thấy được mây đen kéo tới ùn ùn nơi đỉnh đầu tư Dạ hàn, mới kịp phản ứng lại xong đời rồi. Vì vậy, nàng vội vàng lấy lòng, cọ cọ vào người anh, gì chứ? Không thấy tâm hơi cũng không sao, chẳng qua chỉ là một tảng đá vô tri mà thôi. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế trong lòng nàng đang dỉ máu. 15.000 điểm cống hiến lận đấy. Đã để cho thuộc hạ của em mang đi, tư dạ hàn nói. Diệp oản oản ánh mắt sáng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, cũng còn may biết được tiểu bảo bối an toàn diệp oản oản cuối cùng mới nhớ tới chính sự hưng phấn mở miệng nói thật ra thì em muốn nói bảo bối à hi hi anh xem tình cổ của chúng ta đã được giải lần này dù sao cũng nên tin lẫn nhau chưa đã nói em chỉ yêu mình anh rồi mà nàng tin tưởng coi như là khôi phục lại ký ức tình cảm của nàng cũng sẽ không thay đổi sau khi đoạt giáo bia tới tay hiện tại nàng chỉ cần thêm 10.000 điểm cống hiến vinh dự nữa là có thể đi tìm viện trưởng để thôi miên lần thứ ba. Ánh mắt tư giả hàn tham luyến nhìn cô gái trước mắt, nhìn sợi dây đỏ có treo chiếc khuy măng xét nơi xương quai xanh của nàng. Tơ máu trên người tan biến không còn dấu tích, bọn họ bình yên vô sự. Điều này nói rõ, người nàng yêu chính là mình, ít nhất vào giờ phút này là như thế. Cái nhận thức này khiến cho lòng anh mừng như điên, nhưng dù vậy, sau niềm vui mừng vô hạn này là một nỗi lo lắng âm thầm trào dâng. Sau một hồi hơi trầm mặc, từ trong ngăn kéo đầu giường, Tư Dạ Hàn lấy ra một vật, giao vào trong tay của Diệp Oản Oản. Cái gì vậy? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, hoài nghi mà nhận lấy. Kết quả, sau khi Diệp Oản Oản nhận xong, lại có thể phát hiện ra chiếc hộp nhỏ này nhìn qua vô cùng quen thuộc, mở ra xem. "Hả, đây không phải là chiếc nhẫn của Kỳ Hoàng ở trong buổi yến hội đấu giá từ thiện kia sao?" diệp oản oản mặt đầy kinh ngạc cố gắng che giấu niềm khao khát sáng lấp lánh phản chiếu trong con ngươi của nàng tư giả hàn nhìn cô nàng một cái không phải là em muốn sao diệp oản oản kiên quyết lắc đầu mặt đầy cảnh giác không không có em không muốn nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của cô gái chật vật cự tuyệt sự thanh lãnh nơi đáy mắt của tư giả hàn được một nụ cười thay thế một chút lấn cấn cuối cùng trong lòng cũng đã biến mất không còn thấy đâu chắc chắn chứ trái tim nhỏ máu của Diệp oản oản khiến cho nàng không cách nào nữa nói ra chứ không cẩn thận hỏi dò tại sao đột nhiên lại đưa cái này cho em vậy rõ ràng lần trước chỉ vì chiếc nhẫn này mà huyên náo với nàng một trận nha Diệp oản oản nói xong còn lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng thầm thì một câu chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua biểu hiện của em rất tốt Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt cứng đờ nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên không vì cái gì cả chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi Diệp Oản Oản, a à, được, thái độ thay đổi lớn như vậy, thật ra thì vốn hẳn là nên như vậy nha, nàng đối với anh một lòng một ý, hoàn toàn không cần phải bởi vì một chiếc nhẫn mà ăn dấm nha. A, à, chẳng lẽ là bởi vì sau khi trải qua một ngày một đêm này, cuối cùng anh cũng có giác ngộ mình là chính cung. Trời má, nếu như sớm biết như vậy, nàng sớm đã không tiếc bất cứ giá nào xô ngã anh, còn phải kìm nén làm đủ trò khổ sở như vậy bấy lâu sao? chương 2014, hy sinh chính mình dùng mỹ nhân kế. Hi hi, vậy em đây liền không khách khí à nha. Diệp oản oản hôn một cái lên khóe miệng tư dạ hàn, sau đó vội vàng đem chiếc nhẫn dấu ở trong ngực. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao đi góp 10.000 điểm cống hiến này đây, không nghĩ tới mới vừa ngủ gật đã có người chuyển gối tới tận nơi, thật là quá hạnh phúc. Cứ như vậy, nàng liền có thể lập tức tới học viện tìm viện trưởng giúp mình thôi miên. Hơn nữa, còn có thể trả hết nợ lần trước còn đang thiếu. Đang vui vẻ, Diệp Oản oản liếc đến chiếc điện thoại di động bị mình thả trên tủ đầu giường. Điện thoại di động đang rung liên hồi, vì bật chế độ yên lặng nên không phát ra âm thanh. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định đầu bên kia là Không Sợ Minh gọi tới. A, à, trước đó hình như là nàng ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đi cùng Tư Dạ Hàn thì phải. Còn nhớ là có cầu được ôm một cái, cầu được hôn một cái mà tư giả hàn lại còn thật sự đã đáp ứng thỏa mãn cho nàng từng yêu cầu một. Không cần nghĩ cũng biết, khi đó đám bắt đầu bọn họ sẽ có loại vẻ mặt nào. Tư giả hàn cũng không mấy chú ý việc Diệp Oản Oản đang kiểm tra điện thoại di động, bất quá, có một cái chi tiết nhỏ lại khiến cho anh không khỏi có chút đề tâm. Trong lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Diệp Oản Oản, có một cái tên xuất hiện với tần số vô cùng cao, là lão bản xưởng giấm độc lập châu. Tư giả hàn nhìn cái chú thích danh bạn nọ, lão bản, xưởng giấm độc lập châu. Tư giả hàn vừa dứt lời, Diệp Oản Oản nhất thời khẽ hồi hộp trong lòng một chút, bất thốt lên trong sự trột dạ, hích, phòng bếp không sợ minh gần đây dùng hết giấm rồi. Phải không, tư giả hàn không nói gì, lại cầm điện thoại di động của mình lên, tiện tay nhấn nút gọi một cái. Sau đó, một giây kế tiếp, điện thoại di động của Diệp Oản Oản liền sáng lên tên người gọi đến, lão bản xưởng giấm độc lập châu. Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn. Sau một chốc trầm mặc lúng túng, Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt đưa đám, ạc ạc. Em có thể giải thích, thật ra thì em dựa theo, dựa theo, em tiện tay ấn đại đấy. Khóe miệng Tư Giả Hàn thoáng co rúm lại một cái. Diệp Oản Oản vội vàng nói lảng sang chuyện khác, à, đúng rồi, vậy chú thích danh bạ của anh đặt cho em là cái gì? Diệp Oản Oản đột nhiên cực kỳ hiếu kỳ, vì vậy lập tức cũng gọi tới cho tư giả hàn, đồng thời tiến tới nhìn. Rất nhanh, Diệp Oản Oản liền thấy màn hình điện thoại di động của tư giả hàn sáng lên, tên người gọi tới có hai chữ cực kỳ đơn giản, MW. M, V, đây là ý gì? Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra biệt hiệu này là có ý gì, tại sao tư giả hàn lại dùng hai chữ này để làm chú thích danh bạ của nàng? V là viết tắt của chữ, oản oản, sao? Vậy thì M là viết tắt của chữ gì? sao diệp oản oản bằng nhẹ oan oan e oan oan có chữ viết tắt là kép? a cửu a cửu hai chữ cái này là có ý gì vậy diệp oản oản hiếu kỳ không thôi mà truy hỏi tư giả hàn ung dung thản nhiên cất điện thoại di động đi dùng nguyên văn của diệp oản oản mà đáp lời tiện tay ấn nút không có ý gì cả diệp oản oản thật sao tư giả hàn nếu không thì em nghĩ sao diệp oản oản đừng trách tại sao nàng lại không cách nào nắm bắt được mạch não vòng vèo 18 đường cong của tư dạ hàn. Không sợ minh, đã đợi một ngày một đêm, mọi người không sợ minh rốt cuộc đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại. Bắt đầu vô án, hướng về phía lâm khuyết tức giận mắng, này, rốt cuộc có chuyện gì, người đâu? Các người sẽ không phải là dùng mỹ nhân kế đối với minh chủ nhà chúng tôi, cố ý bắt cóc tỷ ấy qua đó đây chứ. Lâm Khuyết vào lúc này cũng rất nhọc lòng, tức giận lườm bắt đầu một cái, uể oải đáp, chủ thượng nhà chúng tôi nếu như là muốn bắt minh chủ nhà các người, còn phải hy sinh chính mình dùng mỹ nhân kế sao? Bắt đầu dùng sắc mặt nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó phát hiện, không có cách nào phản bác, làm sao bây giờ? Hoàn toàn không cần tu la chủ làm cái gì, nếu không phải là bọn họ liều sống liều chết ngăn phong tỷ, sợ rằng tỷ ấy đã sớm tự mình nhào qua rồi chương 2015, nói chuyện thơ ca văn vẻ. Tóm lại xin các vị cứ an tâm đi. Nếu như là chủ thượng chúng tôi muốn làm cái gì, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng chính miệng tu la chủ các người cam kết, mượn, một ngày sẽ trả lại là thật sao? Hiện tại đã lố thời gian lâu rồi. Ai biết đâu, cũng có thể chính là minh chủ của các người kiên quyết không chịu rời đi thì có. Đệt, bớt ngậm máu phun, ặc, à, không đúng điều hắn ta nói nghe cũng có vẻ như có đạo lý. Một đám người đang nằm mồm bảy miệng cãi tới cãi lui, lúc này, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm trước mặt rồi kêu lên một tiếng, minh chủ. Nhất thời căn phòng trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía cánh cửa mà nhìn. Cái gì, phong tỷ? Phong tỷ trở lại rồi hả? Chỉ thấy một chiếc xe màu đen không biết từ lúc nào đã lái tới. Cửa xe mở ra, người đang từ trong cửa xe đi xuống, không phải là minh chủ của bọn họ thì là ai? Minh chủ, phong tỷ, phong tỷ, tỷ trở lại rồi, tỷ không sao chứ, bắt đầu gào cháy cổ họng, liền định xông lên. Kết quả, bên này mới vừa chạy được một nửa, liền thắng gấp một cái. Mọi người không sợ minh đồng loạt dừng chân lại, không dám tiến lên nữa. Trong xe, tu la chủ cũng vừa mới bước ra. Hai ngày nay, độc lập châu thời tiết xấu, khí trời rất lạnh, Diệp Oản Oản mới vừa xuống xe liền bị gió lạnh thổi phả vào mặt, dùng mình hắt hơi một cái. Hắt xì. Sau lưng, đôi chân thon dài của người đàn ông cất bước xuống xe, nhìn một cái về phía cô gái, nhíu chặt chân mày. Một giây kế tiếp, chỉ thấy chàng trai cởi nút của Âu phục ra, sau đó cởi luôn chiếc áo vest, tiến lên mấy bước, trực tiếp khoác ở trên vai của cô gái. Diệp Oản Oản nhất thời được voi đòi tiên xoay người lại dính lấy anh, tay cũng lạnh nữa tư giả hàn nhìn nàng một cái, để đôi tay nhỏ nhắn của nàng tiến vào trong lòng bàn tay anh. Sau lưng, cả đám người không sợ Minh lo lắng một ngày một đêm, mặt mũi đờ đẫn nhìn Minh chủ nhà mình y như là chim non nép vào người tu la chủ. Minh chủ bọn họ đi ra ngoài một chuyến, quay trở lại bị thay đổi tính cách rồi sao? Lâm khuyết thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, chủ thượng của tôi ơi, cuối cùng anh cũng giao người trở lại rồi. Vẫn là thất tinh tương đối đáng tin cậy, ngay lập tức chú ý đến trọng điểm, Phong Tỷ cổ độc trên người tỷ. Thân sắc Diệp Oản oản đầy dễ dàng, lên tiếng trấn an, yên tâm đi, tôi không sao, tình cổ đã được giải. A, à, tình cổ của Minh chủ đã giải. Ánh mắt của mọi người đều theo bản năng quay về hướng Tu La chủ mà nhìn. Sau khi Minh chủ nhà mình và Tu La chủ cùng nhau biến mất một ngày một đêm, tình cổ này đã được giải rồi, cộng thêm việc hai người này thân mật đi cùng nhau một suy đoán khiến cho bọn họ há hốc mồm hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Dù sao dưới tình huống khi đó, không có thuốc giải, vậy thì cũng chỉ còn lại một phương thức giải cổ độc duy nhất. Lâm Khuyết vào lúc này cũng đang suy đoán, bởi vì hắn biết Cửu Ca đã có thuốc giải được chuẩn bị sẵn. Cho nên, rốt cuộc là Cửu Ca dùng thuốc giải để giải cổ, hay là không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, bắt đầu không cách nào tin, lắc đầu để thấy là ánh mắt của tu la chủ vẫn còn tốt vô cùng làm sao có thể vừa ý với phong tỷ đây chứ à bắt đầu còn chưa dứt lời đã bị diệp oản oản đạp cho một cước thất tinh trầm trước chọn lời cả nửa ngày đều không biết nên mở miệng thế nào tỷ và tu la chủ mặc dù ở đây đều là người tin cẩn bất quá diệp oản oản vẫn còn nhớ kỹ tư giả hàn dặn phải khiêm tốn vì vậy thuận miệng đáp chỉ là cùng nhau uống trà nói chuyện thơ ca văn vẻ và triết học nhân sinh thất tinh. Bắt đầu, đám người đại trưởng lão, tam trưởng lão. Minh chủ, cô thấy rằng chúng tôi sẽ tin sao? chương 2016, cả năm ghé thăm. Vào giờ phút này, mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, từng người mắt to nhìn mắt nhỏ, tình cảnh trở nên quái dị vô cùng. Lão thất, cậu nhìn một chút đi, tôi đã nói rồi mà, phong tỷ và tu la chủ, nhất định chẳng có chuyện gì, còn không phải cũng chỉ là uống chút trà tán gẫu một chút, bàn luận nhân sinh lý tưởng gì gì đó thôi sao. Bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng, thất tinh chừng bắt đầu một cái, tựa hồ như muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một chữ cũng không nói ra được khỏi miệng. Không ít người tại đây nhìn chằm chằm bắt đầu như nhìn một đứa ngu. Thằng này là cố ý, hay là đơn thuần thật vậy? Bàn về nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Đừng đùa chứ, cô nam quả nữ, có chuyện gì đáng nói, hơn nữa còn nói cả một ngày đêm. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của tư giả Hàn vang lên, dường như là có chuyện gì đó cần xử lý. Diệp Oản Oản cũng không ở lâu, mau chóng dẫn đám người thất tinh và bắt đầu rời khỏi nơi này. Trong không sợ minh, thất tinh và bắt đầu bất ngờ hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Ngay cả bắt đầu, ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Oản Oản cũng trở nên quỷ dị khác thường. Nhìn cái gì vậy? Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái. Phong tỉ, chuyện đó, Cổ độc, thật sự không sao. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thấp giọng hỏi. Diệp Oản Oản, quản thật rộng, lại nói, không nhìn thấy giờ này phút này nàng đang khỏe mạnh hoạt bát sao. Phong tỷ, tỷ thực sự là châu mà. Để nghĩ tới nghĩ lui, tỷ và tu la chủ, tuyệt đối không chỉ là tán gẫu một chút, nói chuyện tâm tình đơn giản như vậy, đúng không? Lại nói, tu la chủ có cái gì để nói với tỷ chứ? Lúc này, bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Thật coi hắn bị ngu sao, cổ độc đều đã giải, tại sao có thể là tâm sự chứ? Đều nói, không sợ minh chủ dòm ngó mỹ sắc của tu la chủ, không ngờ, mới đó thôi, đã để cho minh chủ nhà bọn họ được như ý. Thích, đáng thương thay cho thanh danh một đời của tu la chủ, lại có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Minh chủ, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, tam trưởng lão đẩy cửa vào. Sao vậy? diệp oản oản mở miệng hỏi có người muốn gặp cô hắn nói mình gọi là cả lâm tam trưởng lão báo cáo cả lâm tam trưởng lão dứt tiếng diệp oản oản nhất thời sướng sờ thần sắc hơi có chút nghi ngờ cả lâm nào cơ cả lâm từ đâu tới ước chừng thời gian mấy hơi thở qua đi diệp oản oản mới vỗ ót một cái nhất thời nhớ ra ban đầu thời điểm khi ở tư gia hoa quốc tư gia có một gã ám vệ biệt danh là cả lâm tên thật là phong huyền Diệp sau đó, anh ta còn trở thành đội trưởng đội ám vệ tư gia. Không chỉ như thế, lúc trước khi mình chuẩn bị đi độc lập châu, từng bị sát thủ do, nhiếp vô ưu phái ra truy sát, vẫn là nhờ phong huyền diệp đột nhiên xuất hiện, mới cứu mình một mạng. Đương nhiên, hiện tại cái vị gọi là, cả lâm tìm đến mình, đến cùng có đúng là phong huyền diệp ban đầu ở tư gia hoa quốc hay không, diệp oản oản cũng không nắm chắc. Minh chủ, có cần tôi đuổi hắn ta đi hay không? thấy Diệp Oản Oản mãi không nói gì, tam trưởng lão hỏi dò Không cần đâu, Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu, nhìn về phía tam trưởng lão nói, tam trưởng lão, ông dẫn hắn ta vào đi. Vâng, tam trưởng lão gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. Phong tỷ, cả năm nào vậy, quen biết lúc nào, chẳng lẽ, chẳng lẽ lại là nợ phong lưu sao, bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, liền vội vàng lên tiếng. Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, nhưng cũng lười đáp lại. Thấy Diệp oản oản không nói lời nào, bắt đầu dùng một ánh mắt đầy mập mờ, một bộ quả như lành thế, nhắm mắt để cũng biết. Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi lấy được sự đồng ý của Diệp oản oản, người đàn ông nọ đốt một điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, rồi mới đẩy cửa phòng làm việc ra. chương 2017, quả nhiên là hắn. Còn bà nó, nhìn cũng khá đấy, có chút hứng thú, sau khi nhìn thấy người đàn ông nọ bắt đầu thấp giọng soi mói bình phẩm lão thất cậu nói xem phong tỷ của chúng ta cũng được đấy chứ mặc dù đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt vẫy gió dẫn bướm nhưng chất lượng hàng cũng đều coi như không tệ nghe tiếng thất tinh không nói một lời dắt lấy bác đầu đi ra ngoài cửa bác đầu đúng 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 chúng ta đi chưa chút không gian riêng cho phong tỉ chúng ta ở lại làm bóng đèn rất là bất tiện thất tinh diệp Diệp, giờ phút này, người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm. Tới đây, nói chuyện bình thường, nói trôi chảy, Diệp Oản Oản chừng gã ta một cái. Đây không phải là phong huyền Diệp, thì còn có thể là ai? Diệp, Diệp tiểu thư, cô quên, quên rồi sao, tôi bị, bị cà, cà lăm, phong huyền Diệp cười nói. Người đâu, đem cái tên cà lăm này lôi ra cho chó ăn cho tôi. Diệp Oản Oản hướng về ngoài cửa hô vang. Nghe Diệp Oản Oản ra lệnh, sắc mặt Phong Huyền Diệp nhất thời đại biến. Nơi này chính là không sợ minh, Diệp Oản Oản thân là không sợ minh chủ, chỉ cần một câu nói, nói không chừng sẽ có mấy gã thiếu muối đi vào, lôi hắn ra cho chó ăn thật đấy. Đừng, 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 Diệp Tiểu Thư, có gì thì từ từ nói, cô thế này cũng quá tuyệt tình rồi đi, dầu gì lúc trước tôi cũng cứu cô một mạng. Phong Huyền Diệp cười xòa không lắp bắp nữa à? Diệp Oản Oản quan sát Phong Huyền Diệp mấy lần, cái tên này không đi làm diễn viên quả là quá đáng tiếc. Nếu như làm diễn viên, thu về một giải ảnh đế tuyệt đối không thành vấn đề. Cái vai, cả lâm này giả bộ thật giống, cứ như thế hắn ta vốn bị cả lâm thật vậy. Diệp tiểu thư, tôi thực sự bị cả lâm không hề lừa cô. Phong huyền diệp có chút vô cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, lúc trước thực sự là tôi bị cả lâm sau đó chữa hết mà thôi xem ra là tôi đổ oan cho anh rồi diệp oản oản nhìn chằm chằm phong huyền diệc cười nói ừm đúng đúng nghe tiếng phong huyền diệc gật đầu liên tục diệp oản oản tên này thật đúng là thuận gió phất cờ mà bớt nói nhảm nói cho tôi nghe mục đích thật sự của anh đi diệp oản oản nhìn phong huyền diệc chân mày hơi hơi nhíu lại mục đích thật sự nghe diệp oản oản hỏi phong huyền diệc thoáng sững sờ mục đích gì cơ anh trà trộn vào tư gia là có mục đích gì? Diệp Oản Oản nghiêm túc hỏi. Nàng cũng không hề ngốc, cái gã phong huyền Diệp này, rõ ràng chính là người độc lập châu, làm sao lại có thể là cái tên cả lâm thoạt nhìn có vẻ đơn thuần đó. Nếu như chuyện đã đến nước này, vậy thì tôi đành nói rõ. Phong huyền Diệp nhìn Diệp Oản Oản, chỉ sau một thoáng trầm mặc, lúc này mới lên tiếng nói, thật không dám giấu giếm, ban đầu đội trưởng dẫn theo chúng tôi đi đến Hoa Quốc, là vì tìm em gái của đội trưởng, nhiếp vô ưu. Chuyện này, tôi tin rằng Diệp Tiểu Thư hẳn cũng biết. Phong Huyền Diệp vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái gã Phong Huyền Diệp này, nói nửa ngày thì ra là thành viên của tiểu đội Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản trước đó vẫn cho là tiểu đội Nhiếp Vô Danh chỉ là nhóm 5 người, thì ra còn có một gã Phong Huyền Diệp, vậy là nhóm 6 người mới đúng. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được. Nhiếp Vô Danh tìm em gái lại để cho phong huyền diệt trà trộn vào tư gia làm cái gì? Chẳng lẽ, nhiếp vô danh ban đầu đã nhận ra mình, vì vậy mới cố ý để cho phong huyền diệt trà trộn vào tư gia điều tra? Đương nhiên, loại ý niệm này, cũng vẻn vẹn chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, đảo mắt đã tan thành mây khói. Với chỉ số thông minh của nhiếp vô danh, nếu như anh ta có thể nhận ra mình, nghĩ ra được chủ ý để cho phong huyền diệt lăn lộn vào tư gia, vậy sao anh lại còn có thể để cho thứ hàng giả đó trở thành người thừa kế nhiếp ra? Giờ phút này, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên nhìn chằm chằm phong huyền diệp nhẹ giọng cười nói, tôi nói sao, thì ra anh là người của nhiếp vô danh. Ẩn giấu thật là sâu nha, bất quá, em gái của nhiếp vô danh, không phải là đã về nhà sao, hôm nay anh đến tìm tôi làm cái gì? chương 2018, quả thật là một thiên tài. Phong huyền diệt nhìn chằm chằm diệp oản oản, sau một hồi quan sát khẽ mỉm cười nói diệp tiểu thư không đến nỗi vậy chứ cái vị ở nhiếp ra kia hẳn cô cũng biết ả à ta là hàng giả hàng giả diệp oản oản hơi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm phong huyền diệp làm sao anh ta biết được con ả à, nhiếp vô yêu đó là hàng giả diệp tiểu thư tôi cũng không phải là đội trưởng của chúng tôi lại nói diệp tiểu thư có thể đi tới độc lập châu cũng lại trở thành minh chủ không sợ minh của độc lập châu nói ít nói nhiều gì thì ký ức ít nhất cũng khôi phục lại được một bộ phận. Đối với thân thế của mình, ít nhiều gì cũng hiểu được một chút. Phong huyền diệt vô cùng tùy ý ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm trái táo ở trên bàn lên. Tiếp tục, Diệp Oản Oản nói. Năm đó, vội ưu tiểu thư sáng lập không sợ minh, cái tên không sợ minh này là do tôi đặt. Phong huyền diệt cắn một miếng táo, không nhanh không chậm nói. Phong huyền diệt vừa dứt tiếng, thân sắc Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc. Tên của Không Sợ Minh là do Phong Huyền Diệp đặt. Vô Ưu tiểu thư và tôi có quan hệ rất tốt, năm đó khi Vô Ưu tiểu thư sáng lập Không Sợ Minh, thương lượng cùng với tôi, sau đó liền có Không Sợ Minh. Đương nhiên, chuyện này là bí mật của tôi và Vô Ưu tiểu thư. Vô Ưu tiểu thư sáng lập ra Không Sợ Minh, tôi cũng tuân thủ cam kết, chưa bao giờ báo cho bất luận kẻ nào. Phong Huyền Diệp tiếp tục nói. Diệp Oản Oản cũng không mở miệng nói chuyện, vẫn nghe Phong Huyền Diệp nói tiếp. Ban đầu tôi trà trộn vào tư gia, trước hết là vì cảm thấy Diệp Tiểu Thư quả thực có chút quen mắt. Dù sao vô ưu Tiểu Thư mất tích nhiều năm, thiếu nữ dậy thì lại như thay ra đổi thịt, lột xác hoàn toàn. Đây chỉ là một trong số các lý do, thứ hai là vì tư gia là thế gia hiển hách nổi danh tại Hoa Quốc, có thế lực không nhỏ mà chúng tôi cũng chưa quen thuộc với cuộc sống tại Hoa Quốc. Trông cậy vào mấy người không đáng tin cậy của đội trưởng, muốn một người một ngựa điều tra ra tung tích của nhiếp vô ưu tiểu thư, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào." Phong Huyền Diệp nói. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, tiếp lời, cho nên nói, "Anh cho rằng tôi là nhiếp vô ưu." Nghe tiếng, Phong Huyền Diệp lần nữa châm thêm một điếu thuốc lá, rít sâu một hơi. Diệp Oản Oản liếc Phong Huyền Diệp một cái, chỉ vào một tấm bảng nhỏ ở bên cạnh. "Cấm hút thuốc." Thần sắc Phong Huyền Diệp có chút lúng túng, dập điếu thuốc lá trong tay, tiếp tục nói, "Dự tính ban đầu của tôi vốn là cho dù cô không phải là Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, nhưng chỉ cần tôi có đầy đủ quyền thế tại Tư gia, vẫn có thể lợi dụng thế lực Tư gia đi điều tra tung tích của Nhiếp Vô Ưu tiểu thư. Khó trách anh sẽ đi tranh đoạt vị trí đội trưởng ám vệ Tư gia. Diệp Oản oản nhẹ nhàng đưa ra kết luận. Không sai, Phong Huyền Diệp khẽ vuốt cằm, thật ra thì đội trưởng ám vệ chẳng qua là một bước khởi đầu. Mục tiêu của tôi là trong thời gian ngắn trở thành cao tầng Tư gia có thể tiếp xúc được với thế lực hạch tâm của tư gia để đi điều tra tung tích của nhiếp vô ưu tiểu thư. Bất quá, thật đúng dịp, không bao lâu, tư giả hàn mất tích, tôi phụng mệnh điều tra. Thời điểm điều tra tại thư phòng, lại ngoài ý muốn thấy được một số thứ không nên thấy. Thứ không nên thấy, ví dụ như là, Diệp Oản Oản hỏi. Ví dụ như, ký ức bao trùm gì gì đó, khóe miệng phong huyền diệt khẽ nhếch lên. Diệp Oản Oản, vào giờ phút này, Diệp Oản Oản rốt cuộc đã hiểu rõ, vì sao thời điểm ban đầu ở thư phòng tư gia, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, lớp khóa mật mã thật giống như đã bị ai đó mở ra. Thì ra, Phong Huyền Diệp đã sớm một bước phát hiện ra chân tướng. Xem ra, anh biết cả rồi. Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói, cái vị Phong Huyền Diệp trước mắt này, đích xác có chút bất đồng so với mấy người trong tiểu đội của Nhiếp Vô Danh. Nếu đem ra so sánh, cái gã Phong Huyền Diệp này quả thật chính là một thiên tài, có được không? Diệp Oản Oản đoán chừng, sợ rằng ở trong tiểu đội nhiếp vô danh, Phong Huyền Diệp ít nhất là nhân vật chịu trách nhiệm vai trò quân sư. Chương 2019, bày ra kế hoạch. Dĩ nhiên là đều biết được toàn bộ rồi. Phong Huyền Diệp gật đầu. Những thứ này, anh chưa từng nói với đội trưởng của mình. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút. Vẫn chưa Phong Huyền Diệp nói, hẳn là cô cũng biết tính cách của đội trưởng chúng tôi. Nếu như những thứ này cũng để cho đội trưởng biết, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Với tính cách của đội trưởng mà nói, cuối cùng nhất định sẽ bứt dây động rừng, ngược lại không ổn. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản không nhịn được phải giơ ngón tay cái lên tặng cho Phong Huyền Diệp. Quá sáng con mẹ nó suốt rồi. Đây cũng là nguyên nhân nàng không nguyện ý nói cho Nhiếp Vô Danh. Thật ra thì, tôi mới quay trở lại từ Hoa Quốc không lâu vừa tới nơi, liền nghe được tin thứ hàng giả đó sắp sửa kế thừa nhiếp ra. Thật sự là không có cách nào, nếu không, hôm nay tôi cũng sẽ không tùy tiện tới không sợ minh. Tôi tin rằng, cô cũng không hy vọng nhìn thấy thân phận của mình, vĩnh viễn bị người khác thay thế, vô ưu tiểu thư. Phong huyền Diệp nói, Diệp oản oản, đúng vậy, mặc dù tôi đã khôi phục lại một bộ phận ký ức, nhưng chỉ là một bộ phận, mà không phải là toàn bộ. Nhưng thật may, phần ký ức về thân thế của tôi đã được khôi phục về phần hàng giả trước mắt tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp nào hay để vạch trần ả à ta diệp oản oản cũng có nỗi băn khoăn của riêng mình nhiếp linh lung không phải là đèn đã cạn dầu nếu không thứ hàng giả kia không có khả năng sẽ có thể che giấu hoàn mỹ đến vậy đến ngày hôm nay cũng vẫn chưa bị bóc trần chuyện này tạm thời không đề cập tới thật ra thì tôi có một việc vẫn luôn rất hoài nghi phong huyền diệp nói ban đầu tại thư phòng tư gia, tôi phát hiện ra thân phận của vô ưu tiểu thư cô. Tuy cũng không dám nói cho đội trưởng, nhưng đã đem đại khái tình hình nói cho mấy người khác. Mà sau đó, vô ưu tiểu thư là cô lại lập tức bị truy sát. Những sát thủ truy sát vô ưu tiểu thư, tôi cũng đã điều tra rõ, có quan hệ với thứ hàng giả kia. Nghe phong huyền diệt thuật lại, diệp oản oản sững cả người. Sau một hồi trầm tư, nàng nhíu chặt chân mày nói, cho nên, ý của anh là trong đội ngũ của anh trai tôi, có nội gian. Tin tức Phong Huyền Diệp nói ra, đối với Diệp Oản Oản mà nói, không khác nào một quả bom nặng ký. Vô luận là ngoại quốc rời gạch cũng được, hay là thần hư đạo nhân cũng được, hay là nhất chi hoa và tử quỷ, đối với bọn họ, Diệp Oản Oản vẫn luôn coi là bằng hữu thân thiết. Nàng không tin, cũng không nguyện ý đi tin tưởng, ngay trong bọn họ, sẽ có người nào là nội gian. Ha ha, Phong Huyền Diệp lắc đầu cười nhạt một cái, vội yêu tiểu thư, Mấy người kia đều là anh em vào sinh ra tử của tôi, đã từng sát cánh bên nhau vượt qua hiểm nguy vô số lần. Vô Ưu tiểu thư không nguyện ý tin tưởng trong bọn họ sẽ có người là nội gián, mà tôi lại càng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng, sự thật lại là như thế. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng chuyện này chỉ vẻn vẹn là một sự trùng hợp. Hy vọng là trùng hợp, Diệp Oản oản nói. Thật ra thì, Vô Ưu tiểu thư, tôi có một biện pháp Phong Huyền Diệp đi tới bên người Diệp Oản Oản, thấp giọng ghé sát vào tai nàng và nói. Đợi sau khi Phong Huyền Diệp rời đi, Diệp Oản Oản lập tức gọi một cú điện thoại cho nhiếp vô danh, yêu cầu nhiếp vô danh nhất định phải dẫn theo đám người ngoại quốc rời gạch và tử quỷ, tới không sợ minh gặp mặt. Ban đầu, nhiếp vô danh vốn cự tuyệt, nhưng dưới đủ loại thủ đoạn dụ và dọa của Diệp Oản Oản, cuối cùng anh ta mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản giận không chỗ phát tiết người anh ruột này của mình thật quá là không có tiền đồ rồi đi vị trí gia chủ đều sắp bị hàng giả cướp mất rồi chính mình gọi anh ấy qua để thương lượng đối sách một chút vậy mà còn nói cái gì mà ba mẹ đã quyết định rồi rồi lại chính bản thân không muốn tranh giành sao không nói thẳng luôn ra là không tranh nổi luôn đi còn không phải là không tranh nổi sao cái tên óc heo này nếu thật muốn tranh giành quyền thừa kế gia tộc con hàng giả đó lại thêm nhiếp linh lung chỉ sợ một ngón tay là đã đủ để đùa chơi chết anh ta. chương 2020, quá hại người. Nhiếp ra, sau khi nhiếp vô danh cúp điện thoại, nhìn đám đồng đội thần hư đạo nhân và tử quỷ các loại. Đội trưởng, sao vậy? Hữu danh tiểu thư muốn giúp chúng ta đoạt lấy quyền hành hay sao? Ngoại quốc rời gạch vội vàng mở miệng hỏi. Nhiếp vô danh gái gái sau ót, đúng là ngoài miệng thì nói như vậy không sai, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái lạ tôi còn không tranh nổi chứ đừng nói chi là con bé băng sơn mỹ nam đi một chút đi đi tới không sợ minh ăn cơm chùa biết đâu còn có tiền mang về nhiếp vô danh vung tay lên dẫn theo mấy người rời khỏi nhiếp ra không lâu sau nhiếp vô danh đi cùng mọi người tới không sợ minh trong đại sảnh phòng họp lớn của không sợ minh rượu ngon thức ăn ngon được bày đầy trên bàn hữu danh lão bản cảm ơn cô đã mời chúng tôi ăn cứt ngoại quốc rời gạch nhìn chằm chằm diệp oản oản lộ ra hàm răng trắng bóc khẽ mỉm cười cảm tạ diệp oản oản anh chàng ngoại quốc rời gạch vừa dứt tiếng một bên bắt đầu mặt đầy vẻ quỷ dị theo bản năng nhìn về phía thất tinh ở bên cạnh lão thất là tôi nghe lầm sao thất tinh không hề nghe lầm bắt đầu mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm ngoại quốc rời gạch này người anh em anh chuyện này anh có biết từ, cứt, là có ý gì hay không vậy? Hả, nghe tiếng, ngoại quốc rời gạch cũng sướng sờ, còn có ý tứ gì khác sao? Cảm giác câu chuyện có gì đó sai sai, thần hư đạo nhân vội vàng nháy mắt ra hiệu cho bác đầu. Nhưng thật không may, căn bản là bác đầu không nhìn thấy. Cứt, là một thứ không tiện nhắc đến, người anh em, có phải là anh bị ai đó gài hàng rồi hay không? Bác đầu đi tới bên cạnh ngoại quốc rời gạch, kề vào lỗ tai anh ta nói mấy câu. Nghe bác đầu nói xong, nụ cười trên mặt ngoại quốc rời gạch trong nháy mắt đóng băng, chợt hung hăng trợn mắt nhìn đám nhất chi hoa và thần hư đạo nhân các loại mấy lần. Anh nói xem, mấy người các anh, cũng quá thiếu đạo đức rồi. Diệp Oản Oản cũng không nhịn được, chỉ chỉ vào mấy người bọn họ và nói. Khục khục, nói chuyện chính đi, nói chuyện chính trước đi. Nhiếp vô danh có chút trột dạ nhìn ngoại quốc rời gạch một cái. Có khi nào cái thằng này điên lên đánh mình một trận không ta? trong ánh mắt tức giận đầy ai oán của ngoại quốc rời gạch, buổi họp rốt cuộc đã bắt đầu được tiến hành. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, khẽ mỉm cười nói, anh nói xem, anh thất đức như vậy, làm sao ngay cả một cái quyền thừa kế của nhiếp ra mà cũng không tranh được. Nghe Diệp Oản Oản nói, nhiếp vô danh nhất thời nóng nổ mắt, ai thất đức? Đều là, đều là ý đồ xấu của tên đạo nhân chết bằng kia, không hề liên quan gì đến anh. Hả, tôi à, ta, thần hư đạo nhân mặt đầy mộng bước chỉ chỉ vào chính mình. Lúc này, ngoại quốc rời gạch hung hăng hướng về phía thần hư đạo nhân nhìn lại. Không, 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 không phải là tôi, là, là, là nhất chi hoa, là do hắn làm đấy. Đánh giám, nhất chi hoa liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, là tử quỷ, là hắn. Băng Sơn Mỹ Nam, Diệp Oản Oản có chút cạn lời, có phải là chủ đề có chút lệch rồi hay không, cái ông anh ruột này của mình không tranh được quyền thừa kế của nhiếp gia, thật là đúng mà. Loại não này, nếu như cũng có thể tranh được, vậy chỉ có thể nói, nhiếp gia nhị lão sủng nhiếp vô danh đến tận xương tủy. Nhưng hiển nhiên là không hề có chuyện này. Lập tức, Diệp Oản Oản xua xua tay, để cho thất tinh và bắt đầu đi ra ngoài trước, canh chừng ở trước cửa. Cái đề tài này tạm thời gác lại trước đã. Trước tiên em hỏi anh, quyền thừa kế của nhiếp gia, anh còn muốn hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp vô danh, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Làm sao có thể chứ? Nhiếp vô danh sững sờ, lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản, cũng thuận tay nhét một viên sủi cảo vào trong miệng. Đúng vậy, hữu danh lão bản, ngay cả mấy người chúng tôi liên thủ xuất mưu bày kế, cũng không nghĩ ra được biện pháp. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, liền vội vàng tiếp lời. Chủ mẫu và gia chủ thiên vị thấy rõ, chuyện này mọi người đều biết. Dù như thế nào đi nữa, quyền thừa kế nhiếp ra, cũng sẽ không thể rơi vào trong tay đội trưởng. Nhất chi hoa hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. chương 2021 sẽ giúp cho nhiếp ra lên một tầm cao mới. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lường mấy người một cái, cười lạnh không dứt nhanh như vậy liền đã buông xuôi rồi. Làm sao, dự định chắp tay giao hết thảy nhiếp ra cho bọn họ. Còn có thể có biện pháp gì chứ, chẳng lẽ em có thể làm cho cha mẹ chúng ta hồi tâm chuyển ý nhiếp vô danh có chút không hiểu nhìn về phía diệp oản oản biện pháp thì vẫn có diệp oản oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh khẽ mỉm cười nói thật ra thì chỉ cần làm cho nhiếp gia chủ mẫu đau lòng không thôi vì nhiếp vô yêu là xong chuyện đơn giản biết bao nhiêu hả để cho ba mẹ đau lòng vì nhiếp vô yêu nhiếp vô danh mặt đầy mộng bức sau một hồi suy nghĩ lắc đầu liên tục nói không được không được năng lực của vô yêu mặc dù không cách nào đảm nhiệm được vị trí gia chủ nhiếp gia nhưng bất kể nói thế nào con bé cũng là em gái của anh làm sao anh có thể làm như vậy được diệp oản oản nhìn nhiếp vô danh trước mắt tuy nói là có chút hận đời trốn tránh trách nhiệm nhưng diệp oản oản lại cảm thấy có một sự ấm áp chảy lướt qua trong lòng dù sao cũng là anh ruột của mình mặc dù bây giờ nhiếp vô yêu kia là hàng giả nhưng nhiếp vô danh coi ả ta như là chính bản thân nàng mặc dù cảm động thì cảm động nhưng nhiếp vô danh lại không nguyện ý tiếp quản, chuyện này cũng hơi có chút khó xử. Giờ phút này, con người Diệp Oản Oản khẽ chuyển một cái, nhìn chăm chăm nhiếp vô danh, lạnh lùng nói, anh cho rằng làm vậy là vì muốn tốt cho nhiếp vô ưu Sai hoàn toàn. Tại sao, nhiếp vô danh mặt đầy vẻ ngơ ngác? Chính anh mới vừa rồi đều nói, nhiếp vô yêu bây giờ, năng lực bản thân không đủ, căn bản là không có cách nào khống chế được toàn bộ nhiếp ra. Anh nghĩ xem, thế cục độc lập châu hỗn loạn đến giường nào. Một nhiếp vô ưu chưa đủ năng lực, trở thành gia chủ một trong tứ đại thế gia, không phải là anh đang đẩy cô ấy lên đứng mũi chịu xào rồi sao? Diệp oản oản mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói luôn một chàng. Không cho nhiếp vô danh cơ hội lên tiếng, Diệp oản oản tiếp tục nói các mối quan hệ của nhiếp ra rắc rối phức tạp, nhiếp vô ưu có thể xử lý được hay không? Vấn đề của nhà mình tạm thời chưa nói đến, thế lực bên ngoài thì sao? vạn nhất ngày nào đó, bởi vì năng lực bản thân của nhiếp vô ưu không đủ, mà làm sụp đổ mấy trăm năm cơ nghiệp của nhiếp gia, nhiếp vô ưu sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhiếp gia. Nếu như có ngày này, đều là do anh hại, Diệp Oản Oản hướng về nhiếp vô danh, thành khẩn nói. Nhiếp vô danh, ngoại quốc rời gạch qua, hữu danh lão bản, cách nói của cô thật có đạo lý. Thần hư đạo nhân, con bà nó, đúng thật là một câu nói của hữu danh lão bản, đã giúp cho tôi giác ngộ cách mạng, còn hơn cả đọc sách 10 năm. Nhất chi hoa, thì ra là như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có đạo lý này. Một khi xảy ra, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Băng Sơn Mỹ Nam, con bà nó, em gái ngoan, làm sao em nghĩ ra được vậy? Thiếu chút nữa anh đã bỏ sót những thứ này, nhiếp vô danh nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, thần sắc rung động. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản than thầm trong lòng. Đám người này, làm thế nào sống đến ngày hôm nay tại độc lập châu vậy khó trách nhiếp gia nhị lão không nguyện ý đem vị trí gia chủ truyền lại cho nhiếp vô danh chờ một chút không đúng bỗng nhiên thần hư đạo nhân nhìn về phía nhiếp vô danh vậy nếu như là đội trưởng kế thừa nhiếp gia sau đó tội nhân thiên cổ của nhiếp gia không phải sẽ trở thành đội trưởng sao đúng 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 vẫn là nên để cho chính vô ưu tiểu thư trở thành tội nhân thì hơn ngoại quốc rời gạch gật đầu liên tục hai người vừa dứt tiếng, nhiếp vô danh hừ lạnh một tiếng, ngừng thả rắm thối của các người đi. Với năng lực của tôi, đầu óc buôn bán của tôi, nếu để cho tôi kế thừa nhiếp ra, chỉ càng ngày càng đi lên, nâng lên một tầm cao mới. Không được bao lâu, sẽ có thể trở thành thế gia đứng đầu trong tứ đại thế gia. Nhiếp vô danh cười lạnh một tiếng, mặt đầy ngạo nghễ. Audio điện tử võ tấn bền chương 2022, ai là gian tế? Nhất chi hoa có chút lúng túng nhìn nhiếp vô danh một cái, đội trưởng. Chuyện này, thật ra thì, nhiếp ra, vốn chính là thế gia đứng đầu tứ đại thế gia thì phải. Nhiếp vô danh, vậy thì đã sao? Ở trong mắt tôi, thẩm gia mới thật sự là thế gia đứng đầu tứ đại thế gia. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm nhiếp vô danh một cái. Nói lòng vòng cả nửa ngày, ở trong mắt nhiếp vô danh, ai có tiền người đó là đại ca. Nếu theo cách xếp hạng của nhiếp vô danh, thẩm gia nào chỉ đứng đầu tứ đại thế gia? Thẩm gia rõ ràng là đứng đầu cả độc lập châu. Cái gì mà không sợ minh, cái gì mà Atula, cái gì mà võ đạo liên minh công hội, cổ tộc chó má, nhìn thấy thẩm gia cũng phải quỳ xuống gọi hai tiếng, ông nội. Đội trưởng, thần hư đạo nhân nhìn nhiếp vô danh trầm chầm, chầm, khóe miệng hơi rúm lại, như là muốn nói gì. Nhưng mà, thời điểm thấy một ánh mắt tàn nhẫn của nhiếp vô danh quét tới, thần hư đạo nhân lại lắc đầu liên tục cười nói, không có việc gì, không có việc gì, với năng lực của đội trưởng, nhiếp ra sau này tất nhiên sẽ được nâng lên một tầm cao mới, xưng bá độc lập châu. Khẩu hiệu của chúng ta là, nhiếp vô danh vỗ tay một cái. Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng. Đẹp trai anh Tuấn, đẹp trai anh Tuấn, mạnh 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 mạnh. Ngoại quốc rời gạch và nhất chi hoa hết sức phối hợp hô vang khẩu hiệu. Diệp Oản Oản, khẩu hiệu làm cho người ta xấu hổ này, có thể đổi một câu khác hay không? Em gái ngoan, vậy phải làm thế nào mới có thể khiến cho ba mẹ chúng ta đau lòng vì vô ưu từ đó nhường vị trí này cho anh đây? Đương nhiên, cũng không phải là anh dòm ngó vị trí gia chủ nhiếp ra. Năng lực của anh, em cũng biết mà, tạo ra vài cái nhiếp ra nhẹ nhàng thoải mái. Chủ yếu là vì không muốn để cho đứa em gái không có đầu óc kia của anh sau này trở thành tội nhân thiên cổ của nhiếp ra mà thôi. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Hoàn tặng cho Nhiếp Vô Danh một ánh mắt, im hiểu mà, chợt nhẹ giọng nói, chỉ cần chúng ta đặt bẫy, để cho Nhiếp Vô Ưu chui vào trong là được. Chợt, Diệp Oản Oản đem kế hoạch tỉ mỉ nói một lần. Ước chừng nửa giờ sau, lúc này Nhiếp Vô Danh mới dẫn theo một đám người nhất chi hoa và thần hư đạo nhân rời khỏi Không Sợ Minh, quyết định dựa theo kế hoạch của Diệp Oản Oản mà làm việc đợi sau khi đám người nhiếp vô danh hoàn toàn rời đi, Diệp Oản Oản vỗ tay một cái, đi ra đi. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Phong Huyền Diệp châm một điếu thuốc lá, vô cùng tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng họp. Tự giác một chút, Diệp Oản Oản chỉ về phía tấm bảng. Cấm hút thuốc. Phong Huyền Diệp. Bất đắc dĩ, Phong Huyền Diệp lại tiếp tục dập tắt điếu thuốc vừa mới đốt. Kế hoạch đã thành công, bước kế tiếp, anh dự định làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản nhìn Phong Huyền Diệp, mở miệng hỏi. Há miệng chờ sung dụng là được rồi. Phong huyền diệt khẽ mỉm cười, trừ đội trưởng, trong điện thoại di động của mấy người còn lại, tôi đều đã cải máy nghe lén. Nếu như có bất kỳ người nào liên lạc cùng nhiếp vô ưu giả đó, chúng ta nhất định sẽ biết được. Nghe Phong huyền diệt nói vậy, chân mày diệp oản oản khẽ nhíu lại, anh xác định sao? Nếu như bọn họ không gọi điện thoại, mà nói mặt đối mặt, vậy thì làm sao bây giờ? Hỏi thật hay, Phong huyền diệt nhìn diệp oản oản, tiếp tục cười nói, tôi cũng có cải máy nghe lén ở trên người bọn họ. Diệp Oản Oản, vậy nếu như, bọn họ không lên tiếng, mà dùng ám hiệu để trao đổi thì sẽ làm thế nào, dùng ngôn ngữ bằng tay của người câm thì sao? Kế hoạch này của anh, cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Máy nghe lén của tôi, có chức năng thu hình, cho nên lo lắng của vô ưu tiểu thư cô, đều là dư thừa. Phong Huyền Diệp cười nói. Diệp Oản Oản nàng còn có thể nói gì nữa chứ? Trong nháy mắt này, chính nàng cũng không còn lời nào để nói. chương 2023, lại là hắn. Sao vậy, vội yêu tiểu thư, cô cho là cái biện pháp này rất ngu. Phong huyền diệt nhìn diệp oản oản, cười nói. Chẳng lẽ rất kinh thế hãi tục sao? Diệp oản oản hỏi ngược lại. Vậy, phương pháp ngu xuẩn như vậy, vội yêu tiểu thư cho là có hữu dụng không? Phong huyền diệt tiếp tục hỏi. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, gật đầu một cái. Quả thực, nếu quả thật là có nội gian mà nói, sau khi nhận được tin tức, nội gian nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, thông báo cho, nhiếp vô ưu Dựa theo biện pháp của Phong Huyền Diệp, một khi nội gian có hành động, như thế. Phong Huyền Diệp sẽ ngay lập tức biết được. Rất nhanh, Phong Huyền Diệp mở màn hình lớn trong phòng họp lên, không biết thao tác một trận như thế nào, từ trên màn hình phân biệt xuất hiện bốn hình ảnh khác nhau, theo thứ tự là tử quỷ, nhất chi hoa, ngoại quốc rời gạch và cả hình ảnh của thần hư đạo nhân. Anh làm như thế nào vậy? Diệp Oản Oản nhìn Phong Huyền diệt, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Cái anh chàng này, quả thật là một thiên tài. Trước mắt, không sợ Minh bọn họ đang thiếu nhân tài như vậy. Diệp Oản Oản cực kỳ động tâm, nhiếp vô danh óc heo, thả Phong Huyền diệt ở bên người quả thực là lãng phí. Nhưng nếu như đem Phong Huyền diệt giao cho mình, vậy thì đối với Không Sợ Minh có thể coi như là hổ mọc thêm cánh. Dù sao, toàn bộ không sợ minh, chỉ có một bộ não cường đại nhất là nàng, cũng không đủ dùng. Ha ha ha, ai cho đội trưởng dũng khí, còn muốn nâng nhiếp ra lên một tầm cao mới. Tôi thấy, nếu như đội trưởng trở thành gia chủ nhiếp ra, đội trưởng nhất định sẽ trở thành tội nhân tiên cổ, hữu danh lão bản đây là có thâm cửu đại hận với đội trưởng sao. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ trên màn ảnh truyền hình, truyền tới tiếng cười lớn của thần hư đạo nhân. Lúc này, Phong Huyền Diệp lập tức tiến lên, liên tiếp thực hiện một loạt thao tác, lưu lại đoạn đối thoại này. "Anh làm gì vậy?" Diệp Oản Oản không hiểu, nhìn về phía Phong Huyền Diệp. "A, à, lưu lại chút nhược điểm ở trong tay, sau này dễ uy hiếp." Phong Huyền Diệp nói. "Diệp Oản Oản, quá thẳng con miệng nó thắn. Tới đây, ta mời các ngươi đi ăn cứt." Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, trong video truyền tới một tiếng gầm vang của ngoại quốc rời gạch. Tiểu điềm điềm, cậu nghe tôi giải thích, Nhất Chi Hoa vội vàng nói. Giải thích bà nội các ngươi, ngoại quốc rời gạch phóng thẳng về phía Nhất Chi Hoa. Một giây kế tiếp, băng sơn Mỹ Nam và Nhất Chi Hoa trong nháy mắt trốn mất tâm mất tích. Xem mấy hình ảnh trên màn hình, Diệp Oản Oản không khỏi buồn cười. Đây chính là nhóm 5 người mà nàng quen biết, bộ dáng quả thực không giống như là có nội gian. Nhưng mà, ước chừng qua một giờ, tín hiệu truyền về của một đoạn video có chút thay đổi ở một nơi yên tĩnh nào đó bên ngoài nhiếp ra. Tam tiểu thư, âm thanh của nhất chi hoa truyền ra. Trong video trên màn ảnh, đúng lúc có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của nhiếp linh lung. Anh tìm tôi, nhiếp linh lung nhìn về phía nhất chi hoa. Hôm nay đội trưởng dẫn chúng tôi đi không sợ minh. Đi không sợ minh, nhiếp linh lung thần sắc lãnh đạm thở ơ, sau đó thì sao? Diệp Oản Oản có một kế hoạch, dự định làm cho nhị lão bất mãn đối với vô ưu tiểu thư, sau đó đem vị trí nhiếp gia chủ, truyền lại cho đội trưởng. Âm thanh nhất chi hoa cũng không phải là vô cùng bình tĩnh. Mà ở dây tiếp theo, nhất chi hoa nói ra kế hoạch mà Diệp Oản Oản vạch ra trong phòng hội nghị lúc nãy, toàn bộ đều nói cho nhiếp linh lung nghe, một chữ cũng không sót. Vào giờ phút này, trong phòng họp, Diệp Oản Oản nhìn vào video, mặt đầy vẻ kinh ngạc, mà thần sắc phong huyền diệt, lại lộ vẻ có chút thất vọng. Tam tiểu thư, Diệp Oản Oản, thật sự là người của dòng chính, là do dòng chính phái tới hại nhiếp ra. Bỗng nhiên, nhất chi hoa hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi. Sao vậy, anh không tin tôi? Nhiếp linh lung mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. chương 2024, đi giết cô ta. Không phải, nếu như không phải là nhờ ân cứu mạng năm đó của tam tiểu thư, tôi đã sớm chết rồi. Nhất chi hoa lắc đầu một cái, lời tam tiểu thư nói, dĩ nhiên là tôi tin tưởng hẳn là nên như vậy nhiếp linh lung nói nhưng chuyện phong huyền diệp nói diệp oản oản có thể thật sự là vô ưu tiểu thư có khi nào cái vị trong nhà kia là giả hay không nhất chi hoa hỏi a à, thật quá ngu xuẩn nhiếp linh lung lãnh đạm thờ ơ cười nói dòng chính biết các người đi hoa quốc tìm vô ưu tỷ lúc này mới sai diệp oản oản đi hoa quốc chính là muốn để cho các người cho rằng diệp oản oản mới là nhiếp vô ưu thật chỉ bất quá vô ưu tỷ đã được tôi tìm ra trước cho nên kế hoạch của dòng chính bại lộ vì vậy diệp oản oản giả mạo không được mới rượt dây đại ca đi tranh đoạt vị trí nhiếp gia chủ với đầu óc của đại ca nếu như anh ấy lên làm gia chủ nhiếp gia chỉ sợ ngày sau nhiếp gia này liền sẽ trở thành đồ trong túi diệp oản oản anh có hiểu không đã hiểu nhất chi hoa gật đầu một cái được đem những gì anh biết đi báo cáo một tiếng cho vô ưu tỷ dù sao người sắp trở thành gia chủ nhiếp gia chính là vô ưu tỷ nhiếp linh lung nói được tôi biết phải làm sao chỉ chốc lát sau nhất chi hoa tìm tới nhiếp vô ưu cũng đem những gì mình biết báo lại toàn bộ cho nhiếp vô ưu a à, muốn bày kế hại tôi chỉ bằng tên phế vật kia sao giờ phút này mặt nhiếp vô ưu nở một nụ cười lạnh vô ưu tiểu thư cô đừng nói xấu đội trưởng như vậy năm đó đội trưởng bị đả kích hiện tại não cô hiểu mà nhất chi hoa thở dài đương nhiên tôi sẽ không nói xấu đại ca dù sao đại ca cũng là bị người khác xúi dục nhiếp vô yêu nói vậy tôi đi trước đây nhất chi hoa nói chờ một chút nhất chi hoa giao cho anh một nhiệm vụ đi giết nữ nhân kia hàn quang trong mắt nhiếp vô yêu lóe lên chuyện này nghe mệnh lệnh này nhất chi hoa như có chút không mấy tình nguyện làm sao chẳng lẽ anh không hạ thủ được? Nhiếp vô ưu lạnh lùng nói. Vô ưu tiểu thư, quan hệ của đội trưởng và Diệp Oản Oản, cô cũng biết. Hơn nữa, Diệp Oản Oản bây giờ thân ở không sợ minh, làm sao tôi ra tay được? Nhất chi hoa lắc đầu một cái. Ha ha, nhất chi hoa, bản lĩnh ám sát của anh, thiên hạ vô song, chỉ cần anh muốn, chẳng lẽ còn không làm được? Huống chi, thứ người như Diệp Oản Oản, bụng giả khó lường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại ca nhất định sẽ bị cô ta hại cho thân bại danh liệt anh không lo nghĩ cho nhiếp ra chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn đại ca cứ như vậy bị cô ta tiếp tục hãm hại nhiếp vô yêu nói tôi hiểu mà nhưng tôi không hoàn toàn nắm chắc chỉ có thể thử xem nhất chi hoa nói xong không cho nhiếp vô yêu cơ hội tiếp tục mở miệng xoay người rời đi không sợ minh bên trong phòng hội nghị diệp oản oản xem đoạn video trên màn ảnh không khỏi dùng mình một cái. Điều tra cả nửa ngày, thì ra người ngu xuẩn nhất trong nhóm 5 người, không phải là nhiếp vô danh, mà là nhất chi hoa. Cũng còn đỡ, phong huyền diệt như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, không phải thuần túy là nội gian, chẳng qua là ngu chung mà thôi. Nhắc đến ngu chung, trong nháy mắt Diệp Oản Oản nhớ lại Lưu Ảnh. Lưu Ảnh là người không có bao nhiêu bản lãnh nhưng lại ngu chung, còn vị này thì lại khác thật ra thì, năm đó là vô ưu tiểu thư cô cứu nhất chi hoa. Phong huyền diệt nhìn về phía Diệp Oản Oản, như có điều suy nghĩ. Tôi cứu nhất chi hoa, Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khó hiểu. Không sai, năm đó nhất chi hoa mắc phải sai lầm lớn, suýt nữa hại chúng tôi toàn quân bị diệt. Là vô ưu tiểu thư cô cầu xin đội trưởng ân xá cho nhất chi hoa. Chẳng qua là chính nhất chi hoa cũng không rõ ràng mà thôi, còn tưởng rằng là nhiếp linh lung xin tha cho cậu ta. Phong huyền Diệp bất đắc dĩ cười khổ. chương 2025, não bị úng nước. Bây giờ, Diệp Oản Oản còn thiếu sót phần lớn ký ức, đối với những gì Phong Huyền Diệp nói, cũng không có chút ấn tượng mảy may. Nếu như điều Phong Huyền Diệp nói là thật, vậy chỉ có thể nói, nhất chi hoa quả là có chút hơi, chấm yêu. Cho tới nay, anh ta vẫn luôn bị đám người nhiếp linh lung lợi dụng. Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu, Nhất Chi Hoa cũng không hoàn toàn là một kẻ phản bội. Vô Ưu tiểu thư vẫn nên sớm có an bài cho thỏa đáng, đầu óc của Nhất Chi Hoa chỉ sợ đích xác là có chút không đủ dùng. Nếu như cậu ta thật sự tin vào hàng giả và nhiếp linh lung mà nói, đi ám sát Vô Ưu tiểu thư, với thực lực của Nhất Chi Hoa, nói thật là có chút nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Phong Huyền diệt hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ than thở. Nghe Phong Huyền diệt nói vậy, Diệp Oản Oản nhếch miệng mỉm cười mở miệng nói cả lâm, anh đừng quên nơi này là nơi nào không sợ minh phong huyền diệp bật thốt lên phong huyền diệp rút tiếng diệp oản oản khẽ vuốt cằm cho dù tôi không biết nhất chi hoa chuẩn bị tới ám sát tôi nếu như anh ta định động thủ ở trong không sợ minh cũng không dễ dàng Cuống chi hiện tại tôi đã sớm biết rồi phong huyền diệp khẽ mỉm cười quả thực tại loại địa phương như không sợ minh sự lo lắng của hắn tựa hồ có chút dư thừa rất nhanh, Diệp Oản Oản gọi mấy người đại trưởng lão và tam trưởng lão tới, hơn nữa trong thời gian ngắn, đưa ra vô số phương án chuẩn bị. Tại không sợ minh, đi vào cũng không mấy khó khăn, nhưng nếu như muốn đi ra ngoài, lại khó như lên trời. Phong huyền Diệp cũng không rời đi, ở lại không sợ minh, phụng bồi Diệp Oản Oản. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc không sợ minh, ước chừng có mấy chục người. Trừ mấy vị trưởng lão ra, đám người bắt đầu và thất tinh cũng đều có mặt. Cà Lâm, anh nói xem, nhất chi hoa sẽ đến hay không? Chờ mãi đến tận khuya, Diệp oản oản hơi có chút buồn chán, ánh mắt rơi vào trên người phong huyền diệp. Nàng phất cờ giống trống, kêu nhiều người đến bảo vệ mình như vậy, nếu như nhất chi hoa không tới, vậy chẳng phải là quá xấu hổ sao? Đối với chuyện này, phong huyền diệp lắc đầu một cái, khẽ cười khổ chuyện này rất khó nói. Dù sao, loại chỉ số thông minh của bọn họ không cùng chung một tần số với mạch suy nghĩ của tôi có thể sẽ tới, cũng có thể sẽ không. Phong tỷ, đệ thấy là không thể nào đâu, có ai náo bị úng nước, lại dám chạy đến trụ sở chính của không sợ minh để ám sát không sợ minh chủ. Bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, bắt đầu lại tiếp lời, nếu như là đệ mà nói, coi như là muốn ám sát, đệ cũng sẽ chờ Phong tỷ rời khỏi không sợ minh, sau đó mới động thủ. Tại sao đệ phải chạy đến trụ sở chính của Phong tỷ để hành động? diệp oản oản trong lúc nhất thời diệp oản oản lại không có lời nào để đáp lại vấn đề ngay cả bác đầu đều có thể suy nghĩ ra này chẳng lẽ nhất chi hoa lại không nghĩ ra cả năm cậu mở máy theo dõi ra xem một chút hồi lâu sau diệp oản oản hướng về phong huyền diệp đưa ra yêu cầu nghe tiếng phong huyền diệp gật đầu một cái đứng dậy mở màn hình chiếu ra rất nhanh trên màn hình xuất hiện mấy hình ảnh góc máy của đám người thần hư và ngoại quốc rời gạch, tối đen như mực, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ngáy vang như sấm dậy. Rất hiển nhiên, mấy người này đã chìm vào giấc ngủ. Mà góc máy của nhất chi hoa thì lại khác, thứ xuất hiện trên màn ảnh, nhìn vô cùng quen mắt. Ồ, đây không phải là lầu ba không sợ minh sao? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm hình ảnh trên video của Nhất Chi Hoa, mặt đầy kinh ngạc. Nhị trưởng lão vừa nói xong, mọi người liền vội vàng nhìn về phía màn hình lớn. Đúng như nhị trưởng lão nói, quả thật đúng là hình ảnh lầu ba không sợ minh. chương 2026, Chói Gô Cổ Lúc này, Phong Huyền Diệp tắt hình ảnh theo dõi đám người tử quỷ và thần hư, chỉ để lại góc máy của nhất chi hoa, nhờ đó giúp hình ảnh video truyền về càng thêm rõ ràng. Từ trong video có thể thấy, thân thủ của nhất chi hoa cực kỳ bén nhạy, thành công tránh được đông đảo tai mắt bên trong không sợ minh, đi thẳng một đường, hướng về những lầu cao hơn. Nhiều nhất chỉ vài chục phút sau, góc máy của nhất chi hoa, cho thấy anh ta đã đi tới tầng này. Đệ, đệ, đệ thu hồi lời vừa mới nói, thật sự có người não bị úng nước, chạy đến trụ sở chính không sợ minh để ám sát không sợ minh chủ. Bắt đầu nhìn chằm chằm video, mặt đầy mộng bức. Diệp oản oản bất đắc dĩ cười một tiếng, cái anh chàng nhất chi hoa này, lại còn có thể ngu xuẩn hơn cả bắt đầu đạo lý mà ngay cả bác đầu đều biết, nhất chi hoa lại không biết. Minh chủ, chúng tôi đi xử lý một chút. Giờ phút này, Tam trưởng lão đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản, chủ động xin đi. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái, mở miệng nói, không cần đi ra ngoài, đều ở lại chỗ này. Vâng. Vì Diệp Oản Oản đã mở miệng, Tam trưởng lão đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, chỉ ở lại nơi này là được diệp oản oản liếc nhìn hình ảnh được truyền về một cái động tác của nhất chi hoa quả thật là nhanh chóng đã đi tới bên ngoài phòng làm việc bên trên màn hình lớn góc nhìn của nhất chi hoa vòng quanh một vòng như thể đang nhìn xem chung quanh có người hay không sau khi xác định an toàn nhất chi hoa rút dao găm ra nhẹ nhàng cắm vào bên trong cánh cửa vào giờ phút này bên trong phòng làm việc mọi người nhìn chằm chằm chiếc dao găm từ bên ngoài đưa vào chợt chố mắt nhìn nhau không thể không nói, năng lực mở khóa của Nhất Chi Hoa vô cùng phi phàm, cùng lắm chỉ trong vòng vài hơi thở, khóa cửa đã bị phá hư. Chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng làm việc đã nhẹ nhàng bị đẩy ra từ bên ngoài. Cùng lúc đó, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phương hướng cửa chính. Nhất Chi Hoa mặc một thân quần áo đen, sau khi tiến vào phòng làm việc, nhanh chóng xoay người, một lần nữa đóng chặt cánh cửa lại. Nhưng mà, sau khi Nhất Chi Hoa xoay người một lần nữa, đón lấy ánh mắt của mấy chục người trong nháy mắt thần sắc có chút đờ đẫn ôi khung cảnh chung quanh thực sự là quá đẹp đẹp như mơ thậm chí có chút khó mà hình dung chào anh bạn diệp oản oản đứng dậy nhìn nhất chi hoa khẽ mỉm cười nhất chi hoa bên trong phòng làm việc ánh mắt của mấy chục người phảng phất như lưỡi dao sắc bén quét qua người nhất chi hoa cậu bạn nhỏ sao cậu lại chậm như vậy trực tiếp đi thang máy lên không được sao Cậu leo thang bộ làm cái gì? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm nhất chi hoa, chân mày nhíu chặt. Sớm nhấn thang máy mà đi miệng nó đi là đỡ mắc công bọn họ phải chờ lâu như vậy rồi. ạc Nhất chi hoa nhìn về phía mọi người, đầu óc như có chút đình trệ. Tình huống trước mắt khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nổi có chuyện gì đang xảy ra. Thật giống như có chỗ nào đó sai sai. Ảc! Nhất chi hoa nhìn chằm chằm mọi người, thần sắc càng lúc càng lúng túng ha ha mọi người đang họp sao không có chuyện gì tôi chỉ tới xem một chút các người cứ làm việc tiếp đi nhất chi hoa nói xong lập tức xoay người mở cửa ra định bỏ chạy đám người diệp oản oản cũng không hề có bất kỳ động tác gì mặc cho nhất chi hoa rời đi chỉ bất quá sau khi nhất chi hoa bước ra khỏi phòng làm việc lại phát hiện cả tầng này đã bị thành viên không sợ minh bao vây một giọt nước cũng không lọt toàn bộ số người chặn ở ngoài cửa ước chừng khoảng vài trăm người. Bất đắc dĩ, nhất chi hoa chỉ có thể lần nữa lui về phòng làm việc, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lúng túng cười nói, "Hữu danh lão bản, cô đang chơi tôi sao?" "Chơi anh?" Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, "Nào dám, tôi đây chẳng làm gì cả, vậy mà anh đã muốn tới hại tôi rồi." "Nếu như tôi mà dám đùa bỡn anh mà nói, há chẳng phải là chết không nơi chôn cất sao?" Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục, hữu danh lão bản, lời nói này. chương 2027, chơi người thì đã sao? Nhất Chi Hoa, sợi dây này cho cậu. Không lâu lắm, Phong Huyền Diệp từ trong đám người đi ra, đá một sợi dây thường tới dưới chân Nhất Chi Hoa. Có ý gì, Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm dây trói lớn dưới chân mình, mặt đầy mộng bức. Sau khi Nhất Chi Hoa thấy rõ ràng khuôn mặt của Phong Huyền Diệp, lại theo bản năng nhìn về phía màn hình lớn bên trong căn phòng làm việc. Trong nháy mắt, trong đầu thật giống như nghe thấy một tiếng sấm nổ ngang trời. Ta, đệt, phong huyền diệt, cái thằng cả lâm đáng chết này, người đáng bị chém ngàn đao. Nhất định là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể làm được loại chuyện không biết xấu hổ này. Ngươi lại có thể giúp đỡ người khác chơi ta. Sau khi nhất chi hoa lấy lại tinh thần, chỉ thẳng mặt phong huyền diệt tức tối chửi ầm lên. Nghe nhất chi hoa nói vậy, Phong huyền diệt rừng dương lườm nhất chi hoa một cái, lạnh nhạt mở miệng nói chơi ngươi thì đã sao? Chơi ngươi, chơi gay cũng không cần chịu trách nhiệm. Nhất chi hoa, đừng nói nhảm, tự giác một chút, đừng đợi đến lúc hảo hán không sợ mình cùng tiến lên, phỏng chừng cũng không được ôn nhu như vậy đâu. Phong huyền diệt nhìn nhất chi hoa chầm chầm, thở dài. Để cho ta tự chó chính mình, ngươi nói đùa sao, chuyện này đối với ta là một loại làm nhục, làm miệt thị, là không tôn trọng, nhất chi hoa lạnh giọng quát lên. Bất kể như thế nào, ta cũng đã từng là sát thủ đứng đầu. Đối với ta mà nói, nhiệm vụ cũng chỉ có hai loại, một là thành công, ta rời đi, hai là thất bại, ta không thoát được. Muốn để cho ta tự trói chính mình, không có cửa đâu. Nhất chi hoa tiếp tục quát lên. Yo, quả là có cá tính à nha. Bắt đầu nhìn chằm chằm nhất chi hoa, nếu ngươi không động thủ, vậy thì để bọn ta đến giúp ngươi. Giờ phút này, cả đám người không sợ minh đồng loạt lao lên vây lấy nhất chi hoa mắt thấy hơn chục người lên một lượt nhất chi hoa mặt đầy lúng túng cơ hồ không chút do so dự lập tức nhặt sợi dây trên đất lên ở ngay trước mặt mọi người tự trói gô cổ mình lại ha ha đùa thôi loại việc nặng này làm sao có thể để cho các vị động thủ không cần phiền toái như vậy đâu để tôi tự mình làm là được tất cả ngồi xuống đi đừng động thủ không đáng giá phải tốn công trên mặt nhất chi hoa là nụ cười tô tuét. Ô, anh không phải là sát thủ đứng đầu sao, tự mình chói mình, đối với anh mà nói, chắc là miệt thị và làm nhục mới đúng. Diệp oản oản nhìn nhất chi hoa, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hiểu danh lão bản, nhìn cô nói kìa, đây không phải là chuyện đã qua rồi hay sao, đã từng là sát thủ hàng đầu, đã từng, mà thôi, hay là nói, cho chính mình hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là tôi thích bị người khác làm nhục, miệt thị, gì gì đó, nhất chi hoa nói. Bắt đầu, thất tinh, đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng loại không biết xấu hổ như thế này, bọn họ đúng là lần đầu tiên thấy. Trước đó còn một bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất, tha chết chứ không chịu khuất phục, trong nháy mắt, ngay cả chút cốt khí cũng chẳng còn. Vậy, hữu xanh lão bản, xem thử tôi trói thế này đã đủ chặt hay chưa? Giờ phút này, nhất chi hoa nhìn chầm chầm diệp oản oản, mặt đầy nghiêm túc. Diệp Oản Oản, tùy ý đi. Chỉ chốc lát sau, nhìn nhất chi hoa tự trói gô cổ mình lại, Diệp Oản Oản dở khóc dở cười. Chỉ có chút thông minh này, lại có thể là sát thủ hàng đầu. Tiểu tử, ta cho ngươi biết đừng đùa bỡn bịp bợm, cột chắc một chút. Nếu không ông nội bắt đầu của ngươi, dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra. Bắt đầu nhanh chóng đi lên trước, hướng về phía nhất chi hoa kiểm tra một lần. Phong tỉ, hắn quả thật là đã trói chặt mình lại rồi, không thành vấn đề. Một lát sau, bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản báo cáo. Các người đều đi ra ngoài hết đi. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người trong phòng làm việc, ra lệnh. Sau khi Diệp Oản Oản hạ lệnh, lấy mấy vị trưởng lão cầm đầu, toàn bộ đều xoay người rời khỏi phòng làm việc, sau đó cũng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Trường 2028 còn không phải là người một nhà hay sao? Vào giờ phút này, diệp oản oản và phong huyền diệp ngồi ở trên ghế salon nhìn nhất chi hoa tự trói gô cổ mình lại y như nhìn một kẻ ngu cảm giác thế nào phong huyền diệp nhìn chằm chằm nhất chi hoa cười nói nhất chi hoa hừ cái tên nghiệp trướng này lại có thể giúp đỡ hữu danh lão bản đi đối phó với ta người nói đi người nhận của hữu danh lão bản bao nhiêu tiền nhất chi hoa dứt tiếng nụ cười trên mặt phong huyền diệp trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản giống như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng rồi, bây giờ cô là không sợ minh chủ, tôi tính là người của nhiếp gia. Tôi giúp cô, chẳng khác gì là làm thuê cho không sợ minh. Tiền thuê này, Phong Huyền Diệp hướng về Diệp Oản Oản, thấp giọng nói khẽ. Diệp Oản Oản, trước đó còn hoài nghi, làm sao Phong Huyền Diệp có thể hòa nhập vào trong tiểu đội của nhiếp vô danh. Hiện tại, Diệp Oản Oản có thể thấy rõ rõ ràng ràng, còn không phải là người một nhà cùng một ruột với nhau hay sao? Chuyện tiền bạc, hiện giờ không phải lúc nói. Chuyện đó tính sau đi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Được, Phong Huyền Diệp vô cùng thỏa mãn, gật đầu liên tục. Chỉ cần đáp ứng đưa tiền, hết thảy đều dễ nói. Nhất chi hoa, người to gan lớn mật, lại dám làm ra loại chuyện ác độc táng tận lương tâm này. Hành động của ngươi, ta có ghi hình lại làm bằng chứng. Ta sẽ nói cho đội trưởng biết, để cho đội trưởng tới chị ngươi. Phong huyền diệt đe dọa. Nghe phong huyền diệt dọa dẫm, sắc mặt nhất chi hoa nhất thời tái lại, đừng đừng đừng. Người con miệng nó còn dám nhái ta. Phong huyền diệt hướng về nhất chi hoa, trợn mắt chừng một cái. Ai nhái ngươi hồi nào chứ? Hừ hừ hừ. Lại còn con miệng nó nhái nữa. Tôi sai rồi, có được không? Có gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần chứa nói cho đội trưởng nếu như cậu nói cho đội trưởng, chính là không chừa lại đường sống cho tôi. Nhất chi hoa mặt đầy vẻ lo lắng, dịu giọng hòa hoãn. Hiện tại có đánh chết hắn cũng được, nhưng mà không thể nói cho nhiếp vô danh. Ta nói ngươi là đồ óc heo, ngươi còn không chịu thừa nhận, ngày ngày đi diếu cờ tiểu điềm điềm. Trong mấy người, có ai mà không thông minh hơn ngươi? Nghe nhiếp linh lung và hàng giả đó nói lung tung, bọn chúng bảo ngươi đi chết, ngươi tại sao không đi chết luôn đi? Phong huyền diệt hận rèn sắt không thành thép, hầm hư. Hàng giả. Phong huyền diệt vừa dứt tiếng, nhất chi hoa nhất thời sướng sờ, thần sắc hơi kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Cậu nói là, cái vị vô ưu tiểu thư trong nhà kia, là giả. Nhất chi hoa hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu lúc ở Hoa Quốc, đã nói đại khái với các người, oản oản tiểu thư, vô cùng có khả năng mới thật sự là nhiếp vô ưu rồi đi. Phong huyền diệt hỏi ngược lại. Không đúng, Linh lung tiểu thư đã nói rồi, cô ấy là người của dòng chính. Tới hại nhiếp ra, muốn nhiếp ra hoàn toàn biến mất. Nhất chi hoa lắc đầu liên tục. Nhiếp linh lung là mẹ ruột ngươi à? À ta nói cái gì ngươi cũng đều tin tưởng. Chính ngươi không có não, không biết tự suy tính. Phong huyền diệt lạnh lùng. Cả lâm chết bầm, làm nhục ta cũng được, đừng làm nhục mẹ ta. Nhất chi hoa cả giận. Diệp oản oản, có khả năng là người này còn ngu xuẩn hơn cả bắt đầu giờ ta nói trắng ra cho người hay, cái người hôm nay người tới ám sát, mới thật sự là vô ưu tiểu thư, hiểu chưa? Phong Huyền Diệp nói, vậy người có chứng cứ gì? Nhất Chi Hoa cũng chưa từ bỏ ý định. Chứng cứ, lúc này, Phong Huyền Diệp đem hai bản báo cáo giám định thân nhân cho Nhất Chi Hoa. Đây là cái gì? Nhất Chi Hoa hiếu kỳ hỏi. Báo cáo giám định thân nhân, Diệp Oản Oản là mẹ ruột của đường đường thiếu gia. Một phần báo cáo khác là của hàng giả đó, xác minh ả à ta cũng không phải là mẹ đẻ của đường đường thiếu gia. Phong huyền diệt đáp, xem không hiểu, nhất chi hoa lắc đầu liên tục. chương 2029, cô thật sự là vô ưu tiểu thư. Không trông cậy vào ngươi có thể xem hiểu, chỉ là để cho ngươi biết, ta đã xác định, oản oản tiểu thư mới thật sự là nhiếp vô ưu Cái con ả à trong nhà là hàng giả do nhiếp linh lung tìm đến. Cái thằng ngu này, cho tới nay, đều bị nhiếp linh lung lợi dụng. Phong huyền diệt nhìn nhất chi hoa chầm chầm, lạnh giọng trách mắng. Phong huyền diệt rứt tiếng, chân mày nhất chi hoa khẽ nhíu lại. Trước đó cũng có hoài nghi việc nhiếp linh lung vẫn luôn nói với hắn, Diệp Oản Oản là người của dòng chính. Nhưng, nhìn kiểu nào, Diệp Oản Oản và dòng chính cũng không có một chút quan hệ nào mới đúng. Chỉ bất quá, dù sao cũng xuất phát từ trong miệng của nhiếp linh lung, cho nên, nhất chi hoa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Còn nữa, thằng ngu, năm đó bởi vì do lỗi của ngươi, suýt nữa hại chúng ta bị tiêu diệt sạch, vẫn là nhờ vô ưu tiểu thư viết thư cho đội trưởng, cầu tình giúp ngươi, lúc này ngươi mới có thể thoát chết. Phong huyền diệp nói, là vô ưu tiểu thư cầu tình giúp tôi, nhất chi hoa mặt đầy mộng bức. Tự nhìn đi, đây là bức thư năm đó vô ưu tiểu thư tự tay viết. Cũng không kịp nhìn phong huyền diệp làm cái gì, nhưng trong tay lại xuất hiện một bức thư đã ố vàng. Tôi còn đang bị trói đây, làm sao mà nhìn nhất chi hoa hô. Bất đắc dĩ, phong huyền diệt phải tự mở bức thư ra, dùng hai tay nâng đến trước mắt nhất chi hoa. Sau khi xem xong bức thư, nhất chi hoa thần sắc kinh ngạc. Nội dung trong thư, đích xác là cầu tình giúp hắn, người ký tên cũng là nhiếp vô ưu không sai. Nhưng mà, trước đó nhiếp linh lung lại tạo cho hắn một nhận thức sai lầm, thật giống như, người năm đó cầu xin tha thứ giúp hắn, chính là nhiếp linh lung. Nói như vậy, nhiếp linh lung, vẫn đều đang luôn lừa gạt hắn. Cô, cô thật sự là vô ưu tiểu thư, nhất chi hoa nhìn về phía Diệp Oản Oản. Không thể giả được, Diệp Oản Oản đáp. Nhưng mà, nếu như cô thật sự là vô ưu tiểu thư, tại sao nhiếp linh lung lại nói cô là người của dòng chính? Nhất chi hoa hơi nghi hoặc một chút, cau mày hỏi. Đồ ngu, chuyện này mà còn cần phải hỏi sao? Phong huyền diệt lường nhất chi hoa một cái, càng lúc càng tức giận, nhiếp linh lung tìm về một, hàng giả, giả mạo vô ưu tiểu thư, hiện nay, lại giúp đỡ hàng giả đó đoạt quyền khống chế nhiếp ra. Hiển nhiên, nhiếp linh lung rất muốn khống chế nhiếp ra. Về phần mục đích là gì, tạm thời chưa biết được. Không đúng, nếu như dựa theo cách nói của cậu, tự nhiếp linh lung kế thừa nhiếp ra là được rồi, tại sao còn phải tìm một con hàng giả về? Chuyện này hoàn toàn vô lý, chẳng lẽ nhiếp linh lung mốc sao? Nhất chi hoa vội vàng phản bác. Vào giờ phút này, Phong huyền diệt nhìn nhất chi hoa một cái thật sâu, dường như cũng chịu không nổi nữa, tức tối gào lên, đau của tôi đâu. Vô ưu tiểu thư, tìm cho tôi một cây đau, ngày hôm nay nhất định phải mở banh sọ não của hắn ra. Tôi muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là bên trong đựng thứ gì. Đừng, đừng, tỉnh táo, tỉnh táo lại. Diệp oản oản vô cùng kiên nhẫn, trấn an phong huyền diệt. Không thể không nói, chỉ số thông minh của phong huyền diệt cao như vậy, đối thoại cùng với nhất chi hoa, Đúng thực là mệt con miệng nó mỏi mà. Sau khi phong huyền diệt cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhìn về phía nhất chi hoa, người con miệng nó có phải là bị ngốc hay không? Nhiếp linh lung kia là do vô ưu tiểu thư nhặt về nhiếp ra, cũng không phải là huyết mạch của nhiếp ra. À ta bằng cái gì có thể kế thừa nhiếp ra? Nếu như à ta không tìm về một con hàng giả, đến lúc đó, nhiếp ra nhất định là do đội trưởng kế thừa, hiểu chưa? Nghe phong huyền diệt giải thích xong, Nhất Chi Hoa gật đầu liên tục, đúng đúng đúng. Người còn miệng nó lại nhái lão tử thời điểm bị cả lăm, lão tử thật muốn đem người giết chết. Phong huyền diệt hung tợn quát lên. Nhất Chi Hoa, ai nhái cậu chứ, cậu không nên nhạy cảm như vậy, có được hay không? Ý của tôi là, nhiếp linh lùng đích xác là không có huyết mạch nhiếp ra, không có khả năng kế thừa nhiếp ra. chương 2030, kêu gọi đầu hàng ánh mắt diệp oản oản rơi vào trên người nhất chi hoa hiện tại tin rồi sao có chút giống như nằm mơ hết thảy đều tới quá bất ngờ nhất chi hoa nhìn chằm chằm diệp oản oản đáp thật ra thì hôm nay tôi cũng không định tới ám sát cô nếu như muốn ám sát cô mà nói tôi không có khả năng lựa chọn động thủ tại không sợ minh tôi chỉ muốn biết rõ xuất cuộc cô có phải là người của dòng chính hay không có muốn hại nhiếp ra hay không bất quá cũng còn may tôi đi chuyến này nếu như phải lựa chọn, tôi lựa chọn tin tưởng Phong Huyền Diệp. Dù sao, chúng tôi ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, sống chết có nhau, Phong Huyền Diệp sẽ không lừa gạt tôi. Diệp Oản Oản có chút vui mừng, gật đầu một cái. Cũng còn đỡ, là loại ngu còn cứu được, không phải là loại ngu đến mức không có thuốc nào cứu chữa. Cậu hiểu được là tốt rồi, Phong Huyền Diệp dịu giọng lại. Vậy, có thể mở trói cho tôi không? Dầu gì tôi cũng là sát thủ hàng đầu, cứ để như thế này, không quá thích hợp. Nhất chi hoa lúng túng cười tâu tuét. Lúc này, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, để cho phong huyền diệp cởi trói cho nhất chi hoa. Sau khi nhất chi hoa giãn người một lát, mới ngồi lên trên một chiếc ghế ở bên cạnh. Vậy, hiện tại tôi phải làm gì? Nhất chi hoa nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, nhất chi hoa bỗng nhiên lại hỏi vặn, cô thật sự là vô ưu tiểu thư chứ? Diệp Oản Oản tôi thật sự là nhiếp vô ưu diệp oản oản thở dài tôi tin cô nhất chi hoa gật đầu một cái đa tạ vô ưu tiểu thư năm đó đã cầu tình giúp tôi chuyện năm đó thật sự tôi không còn nhớ rõ nữa rồi diệp oản oản nói trải qua sự giải thích của phong huyền diệp nhất chi hoa mới biết rõ ngọn nguồn chuyện diệp oản oản mất trí nhớ vô ưu tiểu thư cô yên tâm tôi nhất định lấy mạng chó của tư dạ hàn báo thù rửa hận cho cô nhất chi hoa nắm chặt hai quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Khóe miệng Diệp oản oản hơi co rúm lại, nhìn về phía phong huyền Diệp đau của tôi đâu. Đừng kích động, phong huyền Diệp liền vội vàng kéo Diệp oản oản lại. Thấy vậy, nhất chi hoa mặt đầy mộng bức, sao lại nữa rồi? Có báo thù hay không, không liên quan gì đến cậu. Phong huyền Diệp dây dây huyệt thái dương. Được, các người nói gì, tôi làm thế đấy. Nhất chi hoa gật đầu một cái, lên núi đao, xuống chảo dầu, quyết không chối từ. Núi đao biển lửa không cần cậu xuống. Phong huyền diệt nhìn nhất chi hoa, khẽ mỉm cười nói, đợi ngày mai, cậu trói vô ưu tiểu thư trở về, tìm tới con hàng giả đó, nói cho ả à ta biết, cậu đã trói được người quay về. Nghe Phong huyền diệt nói, Diệp oản oản nhất thời sửng sốt một chút. Chờ một chút, chuyện này trước đó cũng chưa hề nói với nàng, tại sao lại phải trói nàng? Không chỉ mỗi mình Diệp oản oản mộng bức, Nhất Chi Hoa tỏ vẻ không cách nào giải thích được. Cao nhân tự có diệu kế, Phong Huyền Diệp cười nói. Một đêm này, Diệp Oản Oản và Nhất Chi Hoa dành cả buổi ngồi nghe cái gọi là diệu kế của Phong Huyền Diệp. Hai người không khỏi vỗ tay khen hay. Chấm chấm chấm. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Huyền Diệp và Nhất Chi Hoa ở trong phòng làm việc nhắm mắt ngủ một lát, Diệp Oản Oản thì tranh thủ thời gian xử lý một số tài liệu giấy tờ của Không Sợ Minh hơn nữa lên kế hoạch tìm kiếm đám người kỳ tu nhiễm học viện xích diễm bên kia bởi vì gần đây viện trưởng không có mặt cũng không biết đã đi đâu về đâu nàng đành đợi đến khi viện trưởng trở về mới trải nhiệm vụ thôi miên lần thứ ba minh chủ rất nhanh cửa phòng làm việc bị gõ vào đi diệp oản oản nói đại trưởng lão đi vào phòng làm việc đầu tiên là nhìn nhất chi hoa đang khò khò ngủ say một cái chợt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía diệp oản oản sát thủ này, làm sao lại được mở trói rồi, còn ngủ ở không sợ minh. Kêu gọi đầu hàng, Diệp Oản Oản giải thích. Nghe tiếng, đại trưởng lão lập tức nâng ngón tay cái lên dơ về phía Diệp Oản Oản, nói không hổ là minh chủ. Cao, thật sự cao tay. Có chuyện gì, Diệp Oản Oản để văn kiện xuống, nhìn về phía đại trưởng lão. Minh chủ, lang gia có người muốn gặp cô, đại trưởng lão mở miệng nói. Chương 2031, Lăng gia nào cơ? Lăng gia? Diệp Oản Oản hơi sướng sờ, Lăng gia nào cơ? Một trong tứ đại thế gia độc lập châu, Lăng gia? Đại trưởng lão Đáp. Diệp Oản Oản tỏ vẻ nghi ngờ, một trong tứ đại thế gia độc lập châu, Lăng gia? Chính mình và Không Sợ Minh không hề có quen biết gì với Lăng gia. Lúc này, người của Lăng gia, tại sao lại muốn gặp nàng? Minh chủ vẫn là nên gặp mặt một lần đi, dù sao cũng là một trong tứ đại thế gia. Đại trưởng lão đưa ra lời góp ý. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái rồi nói, được, trước hết ông cứ dẫn người đến phòng họp, chúng tôi sẽ đến ngay. Mười mấy phút sau, Diệp Oản Oản đẩy cửa chính phòng họp đi vào. Bên trong phòng họp, một người đàn ông trung niên đã đợi được một lúc. Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn về phía người đàn ông trung niên lăng ra, khẽ mỉm cười, lăng ra tới không sợ Minh chúng tôi, thật là làm cho không sợ Minh nở mày nở mặt, chỉ là không biết có chuyện khẩn cấp gì. Người đàn ông trung niên này, Diệp Oản Oản cảm thấy có chút quen mặt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ban đầu ở buổi đấu giá từ thiện do tứ đại thế gia tổ chức, dường như đã gặp được ông ta, hai người còn nhìn nhau một cái. Bạch Minh Chủ, vẫn khỏe chứ? Lần trước chúng ta đã gặp mặt trong buổi đấu giá. Người đàn ông nọ nhìn Diệp Oản Oản, khẽ cười đáp lễ không sai diệp oản oản vuốt cằm được ta cũng không thích vòng vo đi vào chủ đề chính đi người đàn ông nói chủ đề chính diệp oản oản có chút nghi ngờ cách nói chuyện của người đàn ông này dường như nàng nghe có chút không hiểu mấy vô yêu lúc nào định trở về lăng gia lão gia tử nhớ con ông ta nhìn chằm chằm diệp oản oản hạ giọng đầy chiều mến diệp oản oản trong nháy mắt diệp oản oản xứng sở cả người Lượng tin tức câu nói này đem lại, có phải là hơi quá lớn một chút rồi hay không? Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn về phía người đàn ông, "Vô Ưu, tôi không hiểu ý ông nói là gì?" "Ha ha, Vô Ưu, năm đó tiền vốn giúp con sáng lập Không Sợ Minh, vẫn là do lão gia tử đưa cho con." Người đàn ông cười nói. Thời khắc này, Diệp Oản Oản hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. Tiền vốn sáng lập Không Sợ Minh là lão gia tử cho nàng lão gia tử lăng gia cho nàng tiền vốn tại sao lão gia tử lăng gia có quan hệ như thế nào với nàng sao vậy vô yêu chẳng lẽ con cũng muốn học theo cha của mình sao hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng lăng ra sao sắc mặt ông ta có chút không vui nhiếp vô yêu mà ông nói chắc là người của nhiếp ra đi diệp oản oản giả là hỏi dò ngại quá con hàng kia là đồ giả người đàn ông cười lạnh một tiếng còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, cửa phòng họp đã được mở ra, Phong Huyền Diệp đi vào bên trong. Lăng Bá, ký ức của Vô Ưu tiểu thư từ sớm đã bị mất khi còn ở Hoa Quốc rồi, phần lớn trí nhớ đã không còn. Phong Huyền Diệp thở dài. Sao Lăng Bá, Bác Lăng, hoặc cũng có thể là tên riêng. Cái gì, lại có chuyện như thế? Thân sắc người đàn ông nọ đầy kinh ngạc. Khó trách, khó trách sau khi Vô Ưu trở về, vẫn không hề tới lăng gia gặp lão gia tử ngay cả thứ hàng giả tại nhiếp gia kia cũng không xử lý ngày đó ở tại phòng đấu giá tôi còn tưởng rằng cô ấy cố ý làm bộ như không quen biết tôi người đàn ông kia như có điều suy nghĩ bất quá vội yêu à mấy năm nay tướng mạo của con đã thay đổi thật sự thay đổi rất nhiều xinh đẹp hơn trước kia nếu như không phải là con lấy lại thân phận của không sợ minh chủ ta thật rất có thể không nhất định có thể nhận ra được con Người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ than thở một tiếng. Chuyện này rốt cuộc là? Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Phong Huyền Diệp. Nghe tiếng, Phong Huyền Diệp khẽ mỉm cười, hướng về Diệp Oản Oản nói: "Vô Ưu tiểu thư, tôi cũng là người của Lăng gia, chỉ bất quá lão gia tử không yên tâm về đội trưởng, cho nên nhiều năm trước đã để cho tôi cùng ở bên cạnh đội trưởng." Chương 2032: Kinh Thiên Động Địa. Anh là người của Lăng gia. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp, không đúng, không phải anh họ Phong sao? Nghe tiếng, người đàn ông và Phong Huyền Diệp hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều có chút bất đắc dĩ. Vô Ưu tiểu thư, trí nhớ của cô thiếu sót, cho nên, chuyện giữa Nhiếp gia và Lăng gia, có khả năng không nhớ được. Phong Huyền Diệp thở dài, chợt hướng về phía Diệp Oản Oản, bắt đầu giải thích. Vô Ưu tiểu thư, lão gia tử Lăng gia, thật ra chính là ông nội của cô là cha của gia chủ Nhiếp gia đương nhiệm. Phong Huyền Diệp giải thích. Diệp Oản oản mặt đầy mộng bức, gia chủ Nhiếp gia. Con miệng nó, gia chủ Nhiếp gia không phải là họ Nhiếp sao, có quan hệ gì với Lăng gia? Năm đó, ông ngoại của cô cũng là gia chủ một đời trước của Nhiếp gia, sau khi trở thành hội trưởng võ đạo liên minh công hội, liền giao lại quyền hành Nhiếp gia cho mẹ của cô, Nhiếp gia và Lăng gia vốn là đối thủ một mất một còn lớn nhất độc lập châu của nhau. Lão gia tử Lăng gia và ông ngoại của cô như nước với lửa. Lăng gia và Nhiếp gia từng xảy ra va chạm lớn nhỏ, đánh nhau rất nhiều lần. Diệp Oản Oản cũng không hề nói gì, chỉ lắng nghe Phong Huyền Diệp giải thích. Mẹ của cô sau khi kế thừa Nhiếp gia, lại cùng một người con trai của lão gia tử Lăng gia yêu nhau. Sau khi ông ngoại của cô biết được, nổi trận lôi đình, dùng đủ loại thủ đoạn ngăn cản Lăng gia và Nhiếp gia thông gia, nhưng lại không có hiệu quả gì. Mà cha của cô vì để tỏ lòng thành ý của mình, chủ động thoát ly khỏi Lăng gia, thậm chí còn đổi họ của mình từ Lăng thành Nhiếp. Phong Huyền Diệp thấp giọng nói: "Diệp Oản Oản, vạn vạn không ngờ tới, cha mẹ lại còn có một đoạn chuyện tình xưa kinh thiên động địa như vậy." Ông ngoại của cô thấy gạo sống nấu thành cơm chín, trong cơn nóng giận, hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả quan hệ cùng Nhiếp gia, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến quan hệ của ông ta và Nhiếp gia. Phong Huyền Diệp tiếp tục nói: vào giờ phút này một đoạn hồi ức chợt hiện ra ở trong đầu của diệp oản oản ông lão ôm lấy một cô bé đang khóc phước thít nói với cô bé cha mẹ cô không xứng làm người đến lúc này diệp oản oản mới hiểu được vì sao ông ngoại lại tức giận đến như vậy nghĩ cũng đúng địch nhân cả đời mình con trai của hắn lại cưới con gái của mình còn giao lại nhiếp da của mình cho người ngoài chuyện này nếu đổi lại là ai chỉ sợ cũng không chịu nổi Ngày xưa khi Vô Ưu tiểu thư còn bé, ông ngoại của cô vì trừng phạt cha mẹ cô đã mang cô đi ra ngoài nuôi dưỡng, không cho phép cô trở về Nhiếp gia gặp cha mẹ. Mãi cho đến khi Vô Ưu tiểu thư lớn lên mới trở về Nhiếp gia mấy lần, từng ở lại đó một đoạn thời gian. Phong Huyền Diệp nói: "Tôi hiểu rồi." Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. "Khó trách, cái anh chàng Phong Huyền Diệp này rõ ràng là người của Lăng gia, sau khi đến Nhiếp gia lại đổi họ Lăng thành họ Phong." đây hoàn toàn là bởi vì quan hệ giữa hai nhà này quá sức đặc thù rồi. Bây giờ, lăng gia cũng không nhìn nhận gia chủ nhiếp gia, cũng tương đương với hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng với gia chủ nhiếp gia. Nhưng lăng gia đối xử với nàng và nhiếp vô danh lại vô cùng nhớ mong. Nếu không, lão gia tử cũng sẽ không để cho phong huyền diệt ở cùng bên cạnh nhiếp vô danh. Vô yêu, ông ngoại của con, hiện tại có tin tức không? Chỉ chốc lát sau, người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản oản lắc đầu một cái, đoạn ký ức này con đã hoàn toàn quên mất. Ngay cả việc ông ngoại mất tích như thế nào cũng không rõ ràng. Được, những chuyện này tạm lại không đề cập tới nữa. Sau khi lão gia tử biết con trở lại độc lập châu, kích động hưng phấn vô cùng, vẫn đều đang luôn mong ngóng, đợi con trở về Lăng gia. Người đàn ông nói, Lăng bá, chờ khi con có thời gian, nhất định sẽ trở về. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng đáp. chương 2033, kế hoạch bắt đầu. Sau khi nhận được cam kết của Diệp Oản Oản, lúc này người đàn ông kia mới có chút vui vẻ yên tâm. Vô yêu, vậy trí nhớ của con, có thể có biện pháp khôi phục. Ông ta đứng dậy, nhìn Diệp Oản Oản và hỏi. Đang trong quá trình khôi phục, hẳn là cũng không mất thời gian quá lâu. Diệp Oản Oản đáp sau một thoáng trầm tư. Được, nếu như có bất kỳ vấn đề khó khăn nào hoặc là cần giúp đỡ trực tiếp tới lăng gia người đàn ông gật đầu một cái cảm ơn diệp oản oản hướng về ông ta khẽ mỉm cười mặc dù nói mình cũng không hề có chút ký ức nào liên quan đến lăng gia nhưng lăng gia có ông nội của mình và có rất nhiều người thân chuyện này không thể nào thay đổi cũng khiến có nàng có chút ngoài dự kiến chờ sau khi người đàn ông nọ rời đi lúc này diệp oản oản mới bắt đầu quan sát kỹ phong huyền diệp một lần nữa khó trách anh chàng phong huyền diệp này là một thiên tài thì ra là người từ lăng gia do ông nội phái qua để giúp đỡ vị đại ca không đáng tin cậy đó của mình bất quá có người như vậy ở bên cạnh nhiếp vô danh có lẽ nhiếp vô danh cũng sẽ không gây ra sai lầm lớn gì mặc dù giờ phút này diệp oản oản thật sự muốn đi lăng gia gặp ông nội của mình và người thân tại đây nhưng bây giờ lại không có thời gian rất nhanh Diệp Oản Oản và Phong Huyền Diệp trở lại phòng làm việc, đánh thức Nhất Chi Hoa. Ở dưới sự chỉ thị của Phong Huyền Diệp, Nhất Chi Hoa lặng lẽ không một tiếng động dẫn theo Diệp Oản Oản rời khỏi không sợ minh. Chỉ bất quá, Nhất Chi Hoa cũng không dẫn Diệp Oản Oản quay trở lại nhiếp ra, mà lại đi đến một hầm giam ở khu vực phụ cận nhiếp ra. Trong hầm giam, rất nhiều thành viên tinh anh không sợ minh đã sớm được bố trí ẩn nấp, chủ yếu để phòng ngừa các loại chuyện ngoài ý muốn. Sau khi xử lý thỏa đáng xong hết thảy, Nhất Chi Hoa ngó lơ Nhiếp Linh Lung, trực tiếp gọi điện thoại cho Hàng Giả. "Vô Ưu tiểu thư, tôi đã bắt người kia tới hầm giam rồi." Sau khi nối điện thoại, Nhất Chi Hoa liền báo cáo. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Ưu dẫn theo mấy người Tâm Phúc chạy tới hầm giam. "Lại là ngươi." Sau khi Diệp Oản Oản nhìn thấy hàng giả, sắc mặt hiện ra một vẻ đầy kinh ngạc. Vào giờ phút này, nhiếp Vô yêu, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên, a à. Tiểu tiện nhân, người không phải cũng rơi vào trong tay của ta rồi sao? Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, nhiếp Vô yêu, nhìn về phía nhất chi hoa ở bên cạnh, cười nói, lần này cậu làm rất tốt, chỉ bất quá, tại sao không giết chết cô ta, giam cô ta vào địa lao để làm gì? Nghe tiếng, nhất chi hoa thông qua tai nghe ẩn, nghe thấy lời của Phong Huyền Diệp, lặp lại, vô ưu tiểu thư, là do tôi trực tiếp bắt về từ không sợ minh, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để tôi giết cô ta, có thể trói mang đi đã coi như là kỳ tích. Hơn nữa, tôi muốn hỏi ý kiến của Linh Lung tiểu thư một chút. Nghe lời nói này, nhiếp vô ưu khẽ nhíu mày, hỏi ý kiến của Linh Lung muội muội Nhất chi hoa, tôi mới là người sắp trở thành gia chủ nhiếp gia. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, sau này, tôi bảo cậu làm thế nào, cậu cứ làm thế nấy là được. Nhiếp vô ưu lường nhất chi hoa một cái. Nhất chi hoa, không ngờ ngươi lại là phản đồ. Ngươi không thấy phụ lòng nhiếp vô danh sao. Diệp oản oản nhìn về phía nhất chi hoa, lạnh giọng quát lên. Im miệng, nhất chi hoa cũng lạnh lùng nạt lại. Ngươi là người của dòng chính, tiếp cận đội trưởng, chính là muốn khống chế nhiếp ra, thậm chí định khiến cho nhiếp ra bị hủy diệt. Đừng cho là ta không biết, cho tới nay, người đều đang lợi dụng đội trưởng. Nhất Chi Hoa nói xong, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội đáp trả, hướng về Nhiếp Vô Ưu nói, "Vô Ưu tiểu thư, tôi phải đi về trước. Nếu không, để cho đội trưởng phát hiện." "Được, cậu đi về trước đi, không cần có bất kỳ áp lực gì trong lòng. Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho đại ca, biết chưa?" Nhiếp Vô Ưu nói đầy chân thành. "Tôi hiểu rồi." Nhất Chi Hoa gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi trương 2034, cái con hàng giả này. Các người cũng đều đi về trước đi. Chờ sau khi nhất Chi Hoa rời đi, Nhiếp Vô Ưu hướng về mấy vị Tâm Phúc, xua xua tay. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hầm giam chỉ còn lại mỗi mình Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Ưu hai người. Tiểu tiện nhân, lần này ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nhiếp Vô Ưu nhìn chừng chừng Diệp Oản Oản khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói. Ngươi dám không, Diệp Oản Oản không sợ chút nào, bốn mắt nhìn nhau cùng, nhiếp vô ưu ngươi dám động đến ta, chính là muốn cùng không sợ minh không chết không thôi. Ta e là ngươi không có thực lực này. Không sợ minh. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, nhiếp vô ưu chợt cười to không dứt, đáng tiếc, đồ ngu. Chỉ bằng vào đám người không sợ minh kia, ta không tin là bọn chúng sẽ tra được là ai làm. Lui mười ngàn bước mà nói, cho dù tra được, cũng chỉ có thể tra ra được nhất chi hoa. Hèn hạ vô sỉ, Diệp oản oản quát lên. Hèn hạ, vô sỉ. Trong miệng, nhiếp vô ưu phát ra âm thanh chật chật, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta còn có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái. Tới đây, quỳ ở dưới chân của ta, đau khổ cầu khẩn ta. Ngại quá, cái con hàng giả này, kẻ nên quỳ xuống chính là ngươi. Diệp oản oản lạnh giọng đáp trả. Diệp Oản Oản rước tiếng, sắc mặt, nhiếp vô ưu nhất thời biến sắc, xem ra, thật sự là cái gì ngươi cũng biết. Đương nhiên là biết, ngươi giả mạo ta, trà trộn vào nhiếp ra. Diệp Oản Oản nhìn, nhiếp vô ưu cắn răng nghiến lợi. a à, quả thực, ta giả mạo thân phận của ngươi, vậy thì đã sao? Hai lão bất tử nhiếp ra kia tin tưởng, còn không được sao? Nhiếp vô ưu cười lạnh không thôi, lại nói, ngược lại cũng thật mắc cười. Thật ra thì, Lăng gia, học viện xích diễm và cả kỳ hoàng đều có nghi ngờ đối với thân phận của ta. Nhưng hai vị cha mẹ ngu xuẩn kia của ngươi, bởi vì ái náy và cưng chiều, lại hoàn toàn tin tưởng rằng ta chính là nhiếp vô ưu. Ngươi nói xem, chuyện này có thể trách ai? Bất quá, cũng là ý trời. Lăng gia và nhiếp gia cả đời không qua lại với nhau, học viện xích diễm lại càng không có chút giao tình gì với nhiếp gia. Về phần kỳ hoàng, hắn cũng không có chứng cứ gì chẳng một ai có biện pháp nào vạch trần thân phận của ta. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ hoàn toàn kế thừa nhiếp ra. Con của ngươi, tất cả hết thảy thuộc về ngươi, đều sẽ là của ta. Ha ha, có tức không? Nhiếp vô ưu cười nói. Ngươi sẽ chết không được tử tế. Diệp oản oản lạnh giọng quát. Đáng tiếc, ngươi sẽ phải chết trước ta. Nhiếp vô ưu chẳng hề để ý. Không cho Diệp oản oản có cơ hội nói tiếp. Nhiếp vô ưu đã gọi vài tên tâm phúc tới buổi lễ kế nhiệm đã sắp sửa lập tức bắt đầu đáng tiếc là ta không có thời gian để tiếp tục chơi đùa cùng ngươi nhiếp vô yêu khẽ mỉm cười chợt hướng về phía vài tên tâm phúc ra lệnh hành hạ cô ta thật nhiều vào sau đó nói đến đây nhiếp vô yêu làm ra động tác cắt cổ cô yên tâm chúng tôi biết phải làm thế nào một gã tâm phúc trong đó hướng về nhiếp vô yêu nói làm gọn gàng một chút sau khi, nhiếp vô ưu nói xong, xoay người rời khỏi nơi này. Chốc lát, ánh mắt vài tên tâm phúc lạnh như băng rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, nhiếp gia đã đầy ắp toàn người là người, quan khách đông nghịt. Nhiếp gia chủ mẫu và gia chủ ngồi ở vị trí chủ tọa, trên mặt mang theo nụ cười khẽ. Nhiếp vô danh mặt đầy khó chịu đứng ở một bên, bất ngờ hướng về chung quanh quan sát. Đội trưởng, hữu danh lão bản cũng không đáng tin cậy chút nào, nói cái gì mà có thể giúp cho đội trưởng anh kế thừa nhiếp ra, hích. Thần hư đạo nhân nhìn về phía nhiếp vô danh, thở dài. Nhiếp vô danh lườm thần hư đạo nhân một cái, người nghĩ rằng ta thèm vị trí gia chủ này sao? Đùa, năng lực của ta, tùy tiện tạo ra thêm mấy chục cái nhiếp ra, còn không dễ dàng sao? Nghe tiếng, thần hư đạo nhân và ngoại quốc rời gạch hai mắt nhìn nhau một cái, hai người hết sức ăn ý cùng cúi đầu che mặt. Trương 2035, không biết nói chuyện thì ngậm miệng cho ta. "Đội trưởng, thật ra thì cũng không cần chán nản như thế. Nhiếp gia thân là một trong tứ đại thế gia độc lập châu, lượng công việc mỗi ngày lớn như vậy, còn phải duy trì quan hệ cùng với các thế lực lớn bên ngoài, mệt mỏi chết đi được. Tôi cho là đội trưởng không kế thừa Nhiếp gia cũng là một việc tốt." Thần hư đạo nhân ngẩng đầu lên, hướng về Nhiếp vô danh, cười cười. Nghe Thần hư đạo nhân nói vậy, nhiếp vô danh hừ lạnh một tiếng ai nói lão tử chán nản rồi lão tử chính là một cánh chim tự do mời ta làm ta còn không thèm làm ngoại quốc rời gạch quay người nhìn về phía đội trưởng nhà mình cười nói đội trưởng tôi mới vừa học được một cụm từ gọi là lực bất tòng tâm đội trưởng xem dùng từ này để mô tả anh có thích hợp không nhiếp vô danh hung ác trợn mắt chừng ngoại quốc rời gạch một cái con miệng nó có biết nói chuyện hay không không biết nói chuyện thì ngậm miệng cho ta ngoại quốc rời gạch mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ mình lại bị gài hàng. Vào giờ phút này, càng ngày càng nhiều vị cao tầng của các thế lực tiến vào nhiếp gia, trên mặt mọi người đều nở nụ cười tâu tuét, cùng chúc mừng chủ mẫu và gia chủ nhiếp gia. Đường đường, đợi đến khi mẹ của con kế nhiệm, sau đó con sẽ chính là người thừa kế nhiếp gia rồi, nhất định phải nghe lời hiểu chuyện, biết chưa? Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía đường đường mặt không cảm xúc ở bên cạnh, nhẹ nhàng dặn dò. Nghe tiếng, Đường đường nhìn nhiếp gia chủ mẫu một cái, sau một thoáng trầm tư, đáp, bà ngoại, con không muốn làm người thừa kế nhiếp gia. Nghịch ngợm, lời như vậy không thể nói bậy bạ. Một bên, nhiếp gia chủ nghe nói như vậy, biến sắc, cau mày nói. Còn không đợi đường đường nói tiếp, nhiếp gia vốn đang huyên náo, chợt an tĩnh trở lại. Chỉ thấy, nhiếp phổ yêu, mặc một thân váy dài, trên khuôn mặt nặn ra một nụ cười nhu hòa có phần giả tạo, từng bước từng bước một đi về phía trung ương bên cạnh nhiếp vô yêu là nhiếp linh lung nối gót theo sau ha 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 vô yêu tiểu thư chúc mừng chúc mừng nhìn thấy nhiếp vô yêu không ít cao tầng các thế lực đồng loạt hướng về nhiếp vô yêu cười nói đối với điều này nhiếp vô yêu gật đầu đáp lễ từng người một đều nói nhiếp vô yêu tiểu thư của nhiếp gia là người nổi bật nhất nhì trong thế hệ sau của độc lập châu bây giờ có thể kế thừa cơ nghiệp nhiếp gia đối với nhiếp gia thậm chí còn là cả độc lập châu, đều coi như là một chuyện tốt. Một vị lão giả nào đó nhìn về phía, nhiếp vô ưu đứng dậy cười nói. Cảm ơn chư vị tiền bối đã cổ vũ, năng lực của tôi còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, sau khi kế thừa nhiếp ra, còn cần học hỏi các vị nhiều nhiều. Nhiếp vô ưu mỉm cười, mở miệng đáp. Vô ưu tiểu thư thật là quá khiêm nhường. Đúng vậy, ngày sau, có vô ưu tiểu thư lãnh đạo nhiếp ra, lại có linh lung tiểu thư và đại thiếu gia phụ trợ, tin rằng nhiếp gia ngày sau định có thể tiến xa hơn một bước. Với năng lực của tỷ tỷ, trông coi nhiếp gia cũng không thành vấn đề. Nhiếp linh lung nhẹ giọng cười nói. Khóe môi nhiếp linh lung nhếch lên một nụ cười khẽ. Sau khi nhiếp vội yêu, kế thừa nhiếp gia cũng tương đương là con rối nằm trong sự khống chế của mình. Đến lúc đó, dùng danh nghĩa của nhiếp gia từng bước một làm tan giã tam đại thế gia còn lại. Đúng rồi, Cô yêu tiểu thư, vị hôn phu của cô, Kỷ Hoàng, trước mắt có tin tức không?" Giờ phút này, một người đàn ông trung niên trong đám người nhìn về phía, Nhiếp vội Ưu lên tiếng hỏi. Nghe câu hỏi này, Nhiếp Vô Ưu như có điều suy nghĩ. Sau một lát hiên lặng, lúc này mới trả lời, "Tu Nhiễm mất tích, tôi vô cùng khổ sở. Hơn nữa, cũng vẫn đang luôn truy xét, nhưng thông tin chúng tôi điều tra ra, những người mất tích trước đó, cơ hồ đều có liên quan không nhỏ tới Không Sợ Minh." có liên quan tới không sợ minh. Nhiếp vô ưu vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều cả kinh. chương 2036, đừng bêu xấu mẹ ta. Chuyện này, hẳn là sẽ không chứ. Một vị cao tầng thế lực nào đó nhìn về phía, nhiếp vô ưu cao mày mở miệng nói, tuy rằng không sợ minh tội ác chồng chất, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, dù bọn họ có làm ra loại chuyện này cũng không có gì ly kỳ. Nhưng, không sợ minh có bản lãnh bực này. Kỳ hoàng tạm không nói đến, dù có là thiên kiêu, không sợ mình cũng không đánh lại. Các người có chỗ không biết. Nhiếp vô ưu nhìn về phía mọi người, giải thích thủ lĩnh thiên kiêu, có quan hệ cực tốt cùng với minh chủ không sợ minh bạch phong. Nếu như hai người quen nhau, thủ lĩnh thiên kiêu cũng không có lòng phòng bị, vậy thì đã là chuyện khác rồi. Lần này, lời, nhiếp vô ưu nói, ngược lại, lại không có một người nào đi phản bác. Người quen ra tay, quả thực là vô cùng dễ dàng mặc cho anh có mạnh hơn nữa, nhưng không có lòng phòng bị, cũng là thịt cá nằm trên thớt. Quan hệ giữa Không Sợ Minh và Thiên Kiêu, mọi người tại đây cũng biết được. Nếu như Không Sợ Minh chủ muốn trói thủ lĩnh Thiên Kiêu, quả thực là vô cùng đơn giản. Thật ra thì, trước đó có một số cao tầng của Thiên Kiêu cũng từng nghi ngờ. Chỉ bất quá, bọn họ không có chứng cứ chân thật gì, cho nên cũng không tiện hành động. Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói, "Đúng là như vậy, nhưng kỷ hoàng bên kia, sợ là không dễ giải thích, có người nghi ngờ lên tiếng. Thiên kiêu thì cũng coi như xong đi, nhưng kỷ tu nhiễm có lai lịch gì. Hơn nữa, anh ta lại không hề qua lại gì cùng với không sợ minh. Dù không sợ minh có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại trụ sở chính của kỷ hoàng, bắt cóc kỷ hoàng mang đi. Chuyện này nhắc tới, có chút lời khó mà nói ra khỏi miệng. Nhiếp vô yêu, than khẽ trong miệng, trên mặt mang theo thần sắc hơi bất đắc dĩ mọi người đều biết, kỳ tu nhiễm là vị hôn phu của tôi. Chỉ bất quá, đoạn thời gian trước, không sợ minh chủ lại chặn ngang một cước. Nhiếp vô yêu, vừa dứt tiếng, mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, từng người một thần sắc đầy kinh ngạc. Kỳ tu nhiễm, lại có thể cùng với không sợ minh chủ. Mà sau đó không bao lâu, kỳ tu nhiễm liền mất tích. Tôi có thể khẳng định, nhất định là do không sợ minh làm. Nhiếp vô yêu, thề son thề sắt. Đúng rồi, trừ kỳ hoàng gia, Bạch Phong dường như còn có chút quan hệ mập mờ không rõ ràng cùng với tu la chủ của atula tu Nào chỉ là tu la chủ, còn có đại công tử thẩm gia. Nhìn thấy mọi người bàn tán ẩm ý, trong mắt nhiếp vô ưu hiện ra một vệt ý cười, tiếp tục nói, trừ chuyện đó ra, đoạn thời gian trước đó một chút, Bạch Phong còn lấy thân phận của người bình thường, trà trộn vào nhiếp ra chúng tôi, để cho cha mẹ tôi thu nhận ả à ta làm con nuôi, lại có quan hệ không tệ cùng với anh trai tôi tôi hoài nghi bạch phong vốn căn bản chính là người của dòng chính muốn kéo nhau trở lại nhiễu loạn độc lập châu khi nhiếp vô yêu nhắc đến hai chữ dòng chính thân thể mọi người tại đây đều run lên năm đó dòng chính và dòng thứ đánh nhau tại độc lập châu đến long trời lở đất sau khi dòng chính bị đuổi đi từng tuyên bố cuối cùng sẽ có một ngày quay trở về chiến tiếp con bà nó ngươi xem phim trưởng nhiều quá rồi đấy giờ phút này nhiếp vô danh đảo mắt chừng, nhiếp vô yêu. Đại ca, anh đã bị người của không sợ minh tẩy não. Nhiếp vô yêu, mặt không đổi sắc. Còn không đợi, nhiếp vô yêu, tiếp tục nói gì, đường đường lại bỗng nhiên lạnh lùng nói, đừng bêu xấu mẹ ta. Thấy vậy, mọi người tại đây thần sắc quỷ dị, cái vị tiểu thiếu ra nhiếp ra, lại có thể đi gọi không sợ minh chủ là mẹ. Đường đường, ta mới là mẹ của con. Nhiếp vô yêu, nhìn về phía đường đường, Chân mày nhăn lại. Mẹ của ta không phải là ngươi. Đường đường lạnh lùng đáp. Lúc này, nhiếp vội yêu, mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía mọi người, tôi tin rằng các vị cũng nhìn thấy rồi đấy. Nhiếp ra chúng tôi bị mối quan hệ với không sợ minh làm ảnh hưởng như thế nào. Thậm chí, ngay cả con trai ruột của tôi đều xem không sợ minh chủ là mẹ của mình, lại có thái độ ác liệt như vậy đối với người mẹ ruột là tôi. Chương 2037, tuyên chiến cùng Không Sợ Minh. Lập tức, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Không ít các thế lực ở đây đều ít nhiều có chút thù oán cùng với Không Sợ Minh. Nhất là sau khi nghe Nhiếp Vô yêu, nói như vậy, rốt cuộc giờ phút này thái độ đối với Không Sợ Minh là vừa sợ vừa giận. Nếu như điều Nhiếp Vô Ưu nói tới là thật, vậy thì sự tồn tại của Không Sợ Minh quả thực là quá mức đáng sợ nhiếp gia chủ mẫu hơi có chút không vui nhìn về phía nhiếp vô yêu đối với diệp oản oản nhiếp gia chủ mẫu cảm thấy yêu thích thật lòng hơn nữa những gì hôm nay nhiếp vô yêu nói ngày trước cũng chưa từng trao đổi qua với bà chỉ bất quá bắt đầu từ hôm nay nhiếp vô yêu liền cầm quyền nhiếp gia là gia chủ nhiếp gia tự nhiên bà cũng không có cách nào ở nơi công cộng như thế này đưa ra bất kỳ lời hoài nghi nào đối với nhiếp vô yêu vì nhiếp gia chúng tôi cũng vì vị hôn phu của tôi, sau khi tôi tiếp quản Nhiếp ra, liền muốn tuyên chiến cùng Không Sợ Minh. Rất nhanh, Nhiếp Vô Ưu lạnh giọng tuyên bố: "Ha ha ha, Vô Ưu tiểu thư là trừ hại vì độc lập châu. Vô luận việc kỳ hoàng và những cao tầng kia mất tích, có phải là do Không Sợ Minh gây nên hay không, thì mấy năm nay Không Sợ Minh coi trời bằng vung tại độc lập châu, sát thương cướp bóc căn bản chính là một khối ung nhọt. Nếu như Nhiếp ra tuyên chiến cùng Không Sợ Minh, tôi toàn lực ủng hộ." Chúng tôi cũng toàn lực ủng hộ. Trong lúc nhất thời, không ít các thế lực hướng về Nhiếp Vô Ưu, bày tỏ thái độ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần la liếm được chút quan hệ cùng Nhiếp gia là được. Nhiếp gia muốn tấn công không sợ minh, vậy thì nhất định Nhiếp gia sẽ là quân chủ lực. Bọn họ ra sức góp người, thêm gấm thêm hoa, sẽ có thể khiến cho Nhiếp gia nhớ chút tình nghĩa của bọn họ. Mẹ ta chưa bao giờ làm những loại chuyện này. Đường Đường nhìn chằm chằm, Nhiếp Vô Ưu gần giọng nói. Đường Đường, không thể nói chuyện với mẹ con như vậy. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Đường Đường. Không nói chuyện như vậy, vậy phải nói chuyện như thế nào? Đường Đường liếc Nhiếp Linh Lung một cái. Đường Đường, ngày xưa ở trong nhà, con nói như thế nào với ta đều được, nhưng hôm nay là ngày gì, mẹ đã tuyên bố khai chiến cùng Không Sợ Minh, con lại đi nói giúp Không Sợ Minh. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Đường Đường lạnh giọng quát lên vậy thì đã sao những gì ta nói là nói thật đường đường thản nhiên đáp sau khi ta kế thừa nhiếp ra con chính là người thừa kế kế tiếp của nhiếp ra nhưng mà con làm cho ta quá thất vọng lúc này nhiếp phổ yêu tiến lên một tay đem kéo lấy tay phải của đường đường lôi cậu bé đi thẳng về phía trước nhưng mà đường đường dường như có chút không quá tình nguyện cũng không động đẩy hai chân đường đường tiểu thiếu ra vị này mới là mẹ của cậu, làm sao cậu lại có thể xem không sợ minh chủ là mẹ được chứ? Giờ phút này, một người đàn ông trung niên nhìn về phía đường đường, mở miệng nói. Không sai, không sợ minh tiếng xấu lan xa, đường đường tiểu thiếu ra, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ dính líu nào tới không sợ minh. Đường đường đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, mặt không chút đổi sắc nói, người yếu thích tụ tập trung một chỗ, chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu kẻ mạnh. Đường đường vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sướng sờ. Cách nói chuyện của vị tiểu thiếu gia nhiếp gia này cũng có phần thật quá khó nghe rồi đi. Bép, bỗng nhiên trong lúc đó, nhiếp vô yêu đứng ở một bên bỗng nhiên giơ tay phải lên, bàn tay nặng nề, vả và thẳng vào trên mặt đường đường. Đường đường, hôm nay ai cho phép mày làm càn như thế? Nhiếp vô yêu, nhìn đường đường, nghiêm nghị quát lên. Vô yêu, con làm cái gì vậy? Lúc này, nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía, nhiếp vô ưu đường đường còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng bình thường, làm sao con có thể đánh nó. Mẹ, cũng là bởi vì đường đường còn nhỏ, còn có thể giáo dục. Chờ nó lớn hơn chút nữa, con còn giáo dục như thế nào? Năm đó con rời khỏi độc lập châu, chưa làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Hiện tại con đã trở về, con trai của con, tự mình con tới dậy. Nhiếp vô ưu nhìn về phía nhiếp gia chủ mẫu, đáp chương 2038, con đàn bà này đánh con. Nhiếp chủ mẫu còn muốn nói gì, một bên, nhiếp gia chủ, lại nháy mắt đối với bà, không để cho bà tiếp tục nhiều lời. Nhiếp chủ mẫu trầm tư chốc lát, cuối cùng cũng không lên tiếng. Dù sao, từ nay về sau, người chủ trì nhiếp gia sẽ là nhiếp vô ưu Trước mặt mọi người, cũng không tiện nói thêm gì cả. Người làm gì đó? Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía, Nhiếp Vô Ưu hết sức bất mãn mở miệng nói, chính mình mất tích nhiều năm như vậy, bây giờ còn có mặt mũi đánh Đường Đường. Anh, việc giáo dục con trai em, không có liên quan gì đến anh. Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng đáp. Nhiếp Vô Danh vừa định lên tiếng phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lại không tìm được lý do nào thích hợp. Đường Đường, nói xin lỗi ta. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Đường Đường, ra lệnh. Lập tức đám người mới vừa rồi bị đường đường diếu cợt âm thầm cười lạnh. Cũng còn đỡ, cái vị nhiếp vô yêu của nhiếp gia này không bao che cho con. Cái tên nhóc tiểu thiếu gia nhiếp gia quả thực là coi trời bằng vung, quả thực là nên bị trừng phạt. Đường đường ngẩng cao đầu, một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn, nhiếp vô yêu, trọng trọc. Thấy vậy, hàn quang trong mắt, nhiếp vô yêu, lóe lên, bàn tay phải bỗng nhiên nâng lên, dường như lại dự định cho đường đường thêm một bạt tai. Nhưng mà, còn không đợi bàn tay của nhiếp vô ưu rơi xuống từ đằng xa lại truyền tới một tiếng cười lạnh còn nhãi danh còn chưa ngồi lên vị trí gia chủ nhiếp gia đã có khẩu khí lớn như vậy nếu quả thật để cho ngươi ngồi vào vị trí nhiếp gia chủ vậy thì còn đến đâu lời vừa dứt mọi người đồng loạt hướng về phía âm thanh truyền đến nhìn lại sau khi thấy rõ là ai đến thần sắc mọi người khẽ biến không sợ minh bạch bạch phong giờ phút này Lấy Diệp Oản Oản cầm đầu, mấy vị trưởng lão không sợ minh và mấy chục vị cao tầng và cả trên trăm vị thành viên tinh anh không sợ minh đi tới chỗ này. Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, thần sắc Nhiếp Vô Ưu có chút cổ quái. Làm sao cô ta lại có thể chưa bị giết chết? Chẳng lẽ không sợ minh trong thời gian cực ngắn đã tìm được hầm giam, giải cứu cô ta ra? Sau một hồi trầm tư, khóe miệng Nhiếp Vô Ưu nở rộ một nụ cười lạnh như băng. Chưa chết cũng không sao không có gì phải vội. Hư, không sợ minh chủ, hôm nay là ngày vui của nhiếp gia, người tới làm gì? Một vị cao tầng thế lực nào đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh lùng nói. Mắc mớ gì tới ngươi, câm mồm, bắt đầu chỉ thẳng mặt người vừa nói chuyện, không nhịn được quát lên. Mẹ! Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, trong mắt đường đường hiện ra vẻ vui mừng, dường như muốn lập tức nhào vào lòng của nàng. Chỉ bất quá, nhiếp phổ yêu vẫn đang nắm chặt bàn tay cậu bé khống chế đường đường ở bên cạnh mình a à, bạch minh chủ ta có nhớ nhiếp ra chúng ta cũng không hề mời ngươi đi lúc này nhiếp phổ yêu hướng về diệp oản oản cười lạnh diệp oản oản cũng không nói gì trực tiếp đi tới bên cạnh đường đường dịu dàng hỏi cậu bé mới vừa rồi con đàn bà này đánh con đường đường nhìn diệp oản oản khẽ gật đầu đánh như thế nào mặt diệp oản oản phủ đầy băng xương dùng bàn tay, đường đường đáp. Nhìn gò má trái đường đường hơi đỏ lên, trong nháy mắt Diệp Oản Oản đứng thẳng người lên, ở ngay trước con mắt mọi người, thừa dịp, nhiếp vô ưu vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần, tay phải nàng dơ lên. Cơ hồ nhanh như chấp, nàng hung hăng quất một bà tai vào trên mặt nhiếp vô ưu Chỉ nghe một tiếng, bếp thật lớn vang lên, phảng phất như có sấm sét nổ tung. Đợi sau khi mọi người lấy lại tinh thần, khó tin nhìn về phía, nhiếp vô ưu cùng với năm dấu tay đỏ tươi trên mặt ả à ta. Ta, đệt, nhiếp vô danh mặt đầy mộng bức, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Đội trưởng, chuyện này không đúng, hữu danh lão bản trước đó không phải nói, khiến cho cha mẹ anh đau lòng đối với nhiếp vô ưu sao? Làm sao lại trực tiếp đến cửa phá rối rồi vậy hả? Thần hư đạo nhân nhìn nhiếp vô danh, kinh ngạc thốt lên. Người hỏi ta, làm sao ta biết? nhiếp vô danh đáp lại theo bản năng. chương 2039, đánh con trai ta, người đáng chết. Đừng nói đám người nhiếp vô danh, ngay cả nhiếp chủ mẫu và nhiếp gia chủ, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là nhiếp chủ mẫu, dù như thế nào bà cũng không ngờ tới, Diệp Oản Oản lại sẽ làm ra loại chuyện này, ở một ngày như hôm nay. Ngươi, đánh ta. Sau khi, nhiếp vô yêu, lấy lại tinh thần, lạnh lùng trợn mắt ngó về phía Diệp Oản Oản, bép nhiếp vô ưu vừa dứt tiếng diệp oản oản lại lật tay tiếp tục hung hăng và thẳng một bà tai nữa vào trên mặt nhiếp vô ưu đánh ngươi không quan trọng diệp oản oản nhìn nhiếp vô ưu lạnh giọng nói chẳng qua chỉ là một hành động nhỏ trong quá trình tiễn ngươi xuống suối vàng mà thôi ngươi đánh con trai ta ngươi đáng chết bạch minh chủ ngươi coi nơi này là nơi nào một bên nhiếp linh lung lạnh lùng nói nghe nhiếp linh lung nói hơn 10 vị võ sĩ nhiếp ra Dối giết bao vây khu vực này lại. Ta xem ai dám động thủ. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng. Phong tỷ, hay là chúng ta đừng làm loạn nữa, dù sao nơi này cũng là nhiếp ra. Một bên, bắt đầu thấp giọng khuyên can diệp oản oản. Quân số không sợ minh bọn họ đến đây chỉ có hơn 100 người, lỡ như thật sự làm nhiếp ra nổi giận, bọn họ chưa chắc có thể rời đi. Trời sập xuống, tôi gánh. Diệp Oản Oản nói nhưng dù gì thì phong tỷ cũng không thể nào đập thủng trời một lỗ. Bắt đầu lầm bẩm trong miệng. Bạch Minh Chủ, các người đây là đang cố ý gây khó dễ cho nhiếp ra sao? Vào giờ phút này, nhiếp gia chủ đứng bật dậy, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Lúc này, Diệp Oản Oản cũng nhìn nhiếp gia chủ, lắc đầu một cái, ngược lại, không phải là gây khó dễ cho nhiếp gia, Mà chỉ là, không muốn để cho nhiếp gia bị một số người che đậy lừa gạt. Ha ha! Nhiếp gia chủ cười lạnh một tiếng, Bạch Minh chủ hôm nay tới đây, khiêu khích Nhiếp gia phách lối như vậy, còn nói ra những lời này, quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Chuyện này không liên quan gì đến hiểu hay không?" Diệp Oản Oản nói. "Này." Không cho Nhiếp gia chủ có cơ hội nói tiếp, Nhiếp Vô Danh bước nhanh tới bên cạnh Diệp Oản Oản, thấp giọng nói, "Anh nói này, em gái, em làm gì vậy? Chuyện này không phù hợp với kế hoạch của chúng ta, em đập phá gây rối như vậy" bọn anh cũng không đỡ nổi giúp em đâu nghe tiếng diệp oản oản liếc nhiếp vô danh một cái anh xem anh kìa chẳng có tiền đồ gì cả cháu ruột của mình bị đánh anh lại có thể thờ ơ không động lòng nhiếp vô danh sửng sốt một chút nhưng người đánh chính là mẹ nó anh đâu có cách nào anh biết cảm tình giữa em và đường đường rất tốt nhưng nhưng mà em làm vậy cũng quá manh động rồi đi mẹ ruột cái rắm em mới là mẹ ruột của đường đường diệp oản oản lạnh lùng nói hề, nhiếp vô danh mặt đầy ngơ ngác, có ý gì? Giờ phút này, mọi người tại đây đồng loạt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cô ấy là mẹ ruột của tiểu thiếu gia nhiếp gia. Lời nói bậy nói bạo một phía. Mặt nhiếp gia chủ đầy vẻ không vui. Anh nói em nghe này, rốt cuộc là em có chuyện gì vậy? Cái gì mà mẹ ruột, em nói cho rõ ràng anh xem. Chẳng lẽ đường đường không phải là người của nhiếp gia, mà là con của em? Nhiếp vô danh vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản. Các vị, thấy chưa, đây chính là sĩ diện của không sợ minh. Nhiếp vô ưu mở miệng nói. Mắc cười, người chẳng qua chỉ là một con hàng giả, thật đúng là xem mình như nhiếp vô ưu thật sự rồi hả? Diệp Oản Oản nói. Ta là hàng giả. Nhiếp vô ưu cười lạnh không thôi, bạch minh chủ, mặc dù không biết người nổi điên cái quái gì, nhưng hôm nay. Người đừng mong còn sống rời khỏi nhiếp ra. Oản Oản, có phải là có người cố ý sai con làm như vậy hay không? Lúc này, nhiếp chủ mẫu đứng dậy, nhìn Diệp Oản Oản, cau mày hỏi. "Gia chủ, chủ mẫu, tôi có thể làm chứng, cô ấy mới thật sự là vô ưu tiểu thư, về phần vị này, đích xác là đồ giả." Rất nhanh, Phong Huyền Diệp từ trong đám người đi ra, nhẹ giọng cười nói. "Chương 2040, chân tướng rõ ràng." Phong Huyền Diệp nhiếp vô danh nhìn về phía phong huyền diệt, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, mau nhanh nói rõ ràng. Đội trưởng, không cần cuống cuồng, ngọn nguồn này, để từ từ tôi chậm rãi kể lại. Phong huyền diệt nói, chậm cái rắm nói tóm tắt, nhiếp vô danh vội la lên. Hừ, người dựa vào cái gì để làm chứng cho người khác? Chẳng lẽ, người bị không sợ minh thu mua? Nhiếp vô yêu, nhìn phong huyền diệt trầm chầm, chầm, lạnh giọng quát lên. a à, thu mua cũng được, không thu mua cũng được sự thật thắng giảo biện có chứng cớ mới có thể làm chân tướng rõ ràng không phải sao phong huyền Diệp cười nói đường đường mẹ mới là mẹ của con giờ phút này diệp oản oản nhìn về phía đường đường ở bên cạnh nhẹ nhàng nói con có tin mẹ không đường đường nhìn chằm chằm diệp oản oản cơ hồ không có bất cứ một chút do dự nào hướng về phía diệp oản oản gật đầu liên lịa chợt một tay đem, nhiếp vô ưu, hất ra, chầm chậm chạy về bên cạnh Diệp Oản Oản. "Mẹ, Đường Đường ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng gọi. Ngoan ngoãn, Đường Đường, thứ hàng giả này giả mạo mẹ, còn khi dễ con, mẹ nhất định giúp con làm chủ. Nếu như mẹ không làm chủ được, sẽ để cho cha của con đến giúp con làm chủ." Diệp Oản Oản hướng về Đường Đường nói, chợt ngồi xổm xuống, hôn một cái lên mặt của cậu bé. "Mẹ, cha trong mắt đường đường lóe lên một vẻ kinh ngạc. Con bà nó, tôi không nằm mơ đấy chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hữu danh lão bản nói mình là vô ưu tiểu thư. Thần hư đạo nhân trợn mắt há mồm. Không chỉ vậy, ngay cả Phong Huyền Diệp đều làm chứng cho hữu danh lão bản. Người khác nói tôi không tin, nhưng Phong Huyền Diệp nói. Tôi không có lý do để không tin, phải không? Biểu cảm của ngoại quốc rời gạch và thần hư đạo nhân giống nhau như đúc. Các ngươi có chứng cứ gì? nhiếp linh lung nhìn về phía mọi người lãnh đạm thờ ơ hỏi tôi chính là nhân chứng nhiếp linh lung rước tiếng nhất chi hoa bước nhanh từ trong đám người đi ra ngươi nhiếp linh lung nhìn về phía nhất chi hoa cặp mắt híp lại hàng giả trước đó ở hầm giam mấy tên tâm phúc kia của ngươi cũng bị ta đánh chết không ngờ phải không ngươi con miệng nó cái bọn chết bằm lại dám đùa bỡn ta nhất chi hoa chỉ thẳng mặt, nhiếp vô ưu lớn tiếng chửi. Thật là ngại quá, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết, các ngươi nhất định là đã bị không sợ minh thu mua. Bất quá cũng không sao, nếu nói ta là hàng giả, thì lấy ra chứng cứ khác đi. Nhiếp vô ưu lạnh lùng nói. Không nên nôn nóng, phong huyền diệt hướng về ngoại quốc rời gạch nói, tiểu điềm điềm, mở màn hình máy chiếu ra. Nghe tiếng, ngoại quốc rời gạch gật đầu một cái. Mấy phút sau, khởi động màn hình máy chiếu lên. Chợt, Phong Huyền Diệp tiến lên, đặt một thẻ nhớ vào bên trong thiết bị phát hình. Một giây kế tiếp, trên màn hình hiện ra một đoạn video. Trong miệng lao, Nhiếp Vô Ưu nhìn Diệp oản oản, cười lạnh nói, "Ngươi cũng biết, quả thực ta giả mạo thân phận của ngươi, vậy thì đã sao? Hai vị cha mẹ ngu xuẩn kia của ngươi, lại hoàn toàn tin tưởng rằng ta chính là Nhiếp Vô Ưu. Ngươi nói xem, chuyện này có thể trách ai, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ hoàn toàn kế thừa nhiếp ra. Con của ngươi, tất cả hết thảy thuộc về ngươi, đều sẽ là của ta. Ha ha, vào giờ phút này, mọi người nhiếp ra tại đây nhìn lên đoạn video này, cả đám trợn mắt há mồm. Ngay chính cả đám người không sợ minh, kể cả bác đầu và tam trưởng lão, cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Gì chứ, minh chủ không sợ minh của bọn họ, lại còn là tiểu thư của nhiếp gia nhiếp chủ mẫu và gia chủ, xem đoạn video trên màn ảnh, khó mà tin nổi. Mẹ, mẹ là mẹ của con. Đường đường nhìn Diệp oản oản chằm chằm, thần sắc đầy kích động, gắt gao ôm chặt lấy bắp chân của nàng, không muốn buông tay. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2040